Ok, thì ở đây thì không biết là mọi người cũng có nhiều người là biết đến Giang Thía, thấy tên của Giang Thía được viết lên khu chat rất là nhiều. Không biết ai có ai chưa biết đến Giang Thía không ạ? Và ai là người những cái người mà mới thì có thể đặt comment số 0 nhé. Thì biết Giang Thía biết được là những người mới và chưa biết đến Giang Thía, để Giang Thía có thể biết là rõ hơn và có thể chia sẻ với các anh chị nhiều hơn. Hôm nay xuất hiện với các anh chị là phải xinh quá, và cũng xin được cảm ơn Robby, cảm ơn tất cả anh chị em và cảm ơn các nhà cung cấp vì có nhiều cái sản phẩm rất là tốt, cho nên là Giang Thía ngày càng đẹp mọi người ạ. Và lâu lâu mình không xuất hiện, đi về đâu, đi họp đâu mà xuất hiện mà mọi người ô xinh quá. Thế là đó là điều tuyệt vời, và cái tâm thế cũng vậy, đi đâu cũng rất là vui vẻ và mọi người cảm nhận là mình xinh hơn và mình thân thiện hơn. Không biết là có nhiều tiền hay không, không biết là có giàu có hay không, nhưng mà cái điều đó quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn môi trường Groovy và xin được cảm ơn tất cả anh chị em đã có những cái bông, những hoa để chúc mừng Giang Thía. Và đây thì Giang Thía xin được chúc tất cả các anh chị em. Hôm nay là ngày nghỉ đúng không ạ? Ngày nghỉ và chương trình có thể chúng ta sẽ dài hơn một chút. Thì xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một cái kỳ nghỉ thật là vui vẻ, và đặc biệt là trong trong cái dịp này thì chúng ta sẽ cố gắng tận dụng cái thời gian cũng như là các cái mối quan hệ của mình đúng không ạ? Đây là dịp là có nhiều đám đám cưới này, có nhiều cái cuộc họp lớp này đúng không ạ? Giang Thía là kín lịch luôn mọi người nhé, trong 4 ngày nghỉ là kín lịch luôn đúng, và cỗ liên tục, nhưng mà đây cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể là tiếp cận với nhiều nhiều người hơn đúng không ạ, và có cái sự gì ạ, lan tỏa, có cái sự là phát triển cái kênh phân phối thì cũng rất là dễ dàng. Thì Giang Thía xin được chúc tất cả anh chị em có một kỳ nghỉ vui vẻ, cũng như là chúng ta phát triển cái kênh phân phối của mình thật là rộng dài hơn đúng không ạ. Và không biết là ở đây tất cả các anh chị em thì có những người là chưa phát triển được kênh phân phối không ạ? Có nghĩa là mình không có nhu cầu tuyển đại lý, mình chỉ có nhu cầu bán lẻ thôi. Hoặc là mình chưa từng chia sẻ với ai thì có thể là comment số 0. Còn nếu như ai mà đã hiểu được là mình phải phát triển cái kênh phân phối nhưng mà mình chưa biết làm như thế nào và chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể là comment số 1. Và ai mà đã đang hiểu được và làm rất tốt thì chúng ta comment số 2 nhé. Đấy, rất là nhiều số 1 đúng không ạ? Số 0 thì hình như là chưa có. Như vậy là quan niệm của các anh chị em là rất là tốt rồi đúng không ạ? Chúng ta hiểu được môi trường Groupie đã giúp cho chúng ta có những cái đòn bẩy và có những cái giá trị tuyệt vời hơn là chúng ta chỉ cần kiếm thêm với thu nhập bán lẻ đúng không ạ? Mặc dù thu nhập bán lẻ của chúng ta là rất cao, chiết khấu từ 30 đến 45% đúng không ạ? Nếu như chúng ta chỉ cần bán lẻ thì thu nhập cũng rất là tốt rồi đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ bán lẻ thôi thì một mình rất là vất vả đúng không ạ? Rất là vất vả, và lúc ốm lúc đau, lúc mà chúng ta có những cái điều kiện mà chúng ta bận đấy thì chúng ta không có thể là bán được, và cái thị trường của chúng ta thì ngày càng hạn hẹp đi đúng không ạ? Cái lượng khách hàng của chúng ta không phải lúc nào chúng ta bán được nhiều đúng không ạ? Thì làm thế nào mà để chúng ta cũng vẫn phát triển được, vẫn làm tốt được đúng không ạ? Thì cái mà phía hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em là chúng ta cái quan niệm để phát triển kênh phân phối là rất quan trọng đúng không ạ? Rất quan trọng, nếu như chúng ta mà xác định được rồi thì mọi thứ anh chị làm dễ dàng lắm. Ở đây thì mọi người có thể thấy này, Giang Thía là gần như là trên các cái bài Facebook, Zalo của mình không có quá nhiều đâu, không có quá nhiều bài viết về, đặc biệt là chia sẻ về phát triển kênh phân phối là thì không, gần như là không có. Thế nhưng mà mình vẫn làm được đúng không ạ? Bởi vì khi bắt đầu từ khi vào môi trường của Groupie, trước kia là PCA đó, thì Giang Thía đã được học các cái bài cơ bản 6 bài học công phu, và sau 6 bài học công phu là và cái bài học mà quản lý thời gian, quản lý tài chính, và sau đó thì mình thấy mình cần phải có sự thay đổi và mình cần phải nhìn lại, ngồi lại và mình nghĩ lại xem là cái cách làm như thế nào và mình có quan điểm đúng rồi, và đây là cái môi trường nếu như mà không thành công được thì có lẽ là không ở đâu chúng ta có thể thành công được. Thì không biết là các anh chị có cảm nhận được điều đó không ạ? Có cảm nhận được điều đó không ạ? Và không biết là các anh chị là qua hợp tác với Ropi thì những ai là người đã nhận được rất rất nhiều giá trị từ Ropi, từ về sức khỏe, từ mối quan hệ, từ phát triển bản thân đến thu nhập của mình, thì anh chị có thể comment những cái cảm nhận của các anh chị, những giá trị mà các anh chị nhận được từ môi trường của Ropi, và đặc biệt là thông qua phát triển kênh phân phối của chúng ta mà chúng ta nhận được đó là gì ạ? Chúng ta nhận được rất nhiều thứ ngoài cái sự của chúng ta đúng không ạ? Ngoài cái sự cố gắng của chúng ta ra thì chúng ta tận dụng được gì ạ? Thời gian của mọi người, thời gian rảnh của mọi người,
trí tuệ của mọi người, mối quan hệ của mọi người, rất rất nhiều thứ đúng không ạ? Như một cái câu chuyện đấy, như câu chuyện thì chúng ta thấy là ai cũng có 24 giờ đúng không ạ? Ai cũng có 24 giờ, và nếu như ai làm việc cật lực thì cũng như vậy thôi. Ví dụ như một người nông dân đó, thì người ta có làm việc một ngày quần quật như vậy thì cái năng suất với lại cái thu nhập của người ta cũng không cao được đúng không ạ? Không cao được. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm cái công việc khác hoặc là đi làm kinh doanh và chúng ta lại có những cái người khác làm việc cho mình thì làm sao ạ? Làm thì chắc chắn một điều là thu nhập của chúng ta nó sẽ khác đi đúng không ạ? Không phải là dựa vào thời gian công sức của mình nữa mà sẽ dựa vào nhiều thứ, và cái chính cái đòn bẩy của Ropi sẽ giúp cho chúng ta làm được cái điều đó. Và ở đây thì cái giá trị mà mọi người thấy là được rất nhiều. Ở đây thì chúng ta tập trung vào cái nội dung mà chúng ta phát triển kênh phân phối, còn giá trị của Ropi mang lại cho chúng ta thì quá quá nhiều đúng không ạ? Và hôm nay mà khi mà cái phần phần warm up đầu giờ khởi động của chúng ta là những cái người gì ạ? Như chị Thuấn nhá, chị Thuấn mà chị mà MC thể lực của chúng ta, chị ấy là chị người bán gà bán gà ở chợ đầu mối Hà Nội nhé. Thế rồi bạn Đông Nguyên là MC mục tiêu, bạn ấy chỉ cũng chỉ là công nhân thôi, nhưng mà bây giờ thì là làm với lớp B rồi và lên được mục tiêu đúng không ạ? Lên mục tiêu cho cuộc đời, lên mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, và làm việc rất là tốt, thì môi trường Ropi đã biến thành những con người mà nếu như ở ngoài kia, để ở ngoài kia họ không biết đâu làm đâu ạ, nhưng vào đây thì đã làm rất là tốt đúng không ạ? Và nếu như chúng ta chỉ nghĩ chúng ta bán lẻ thôi và chúng ta không mà phát triển cái kênh phân phối của mình thì thu nhập có thể là rất cao, có thể tháng này rất cao, tháng sau cũng cao, nhưng tháng sau nữa thì sao ạ? Chúng ta bận quá nhiều công việc khác nữa, việc gia đình, rồi việc bản thân, rồi lúc mà chúng ta còn ốm đau, lúc chúng ta nhiều việc nữa đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không có thu nhập và chúng ta dừng lại thì là hết đúng không ạ? Nhưng mà qua cái mô hình của Ropi, qua cái chính sách hợp tác của Ropi thì chúng ta thấy là chúng ta nếu như chúng ta làm tốt cái việc mà phát triển cái kênh phân phối thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà cái gì mà chúng ta mong muốn đúng không ạ? Và sau đây thì Giang Thía xin phép được chia sẻ màn hình nhé. Và với cái chủ đề là xây dựng hệ thống cái kênh phân phối để phát triển kênh phân phối đấy, các cái đối tác để bán hàng của chúng ta một cách hiệu quả nhất, thì hôm nay Giang Thía xin được là chia sẻ để chúng ta cái đầu tiên là cái quan trọng nhất là các anh chị phải có quan điểm đúng. Chứ còn ở đây thì Giang Thía rất nhiều người cũng nói rằng là vào rồi cũng chia sẻ rồi nhưng mà không ai đón nhận đúng không ạ? Không ai đón nhận thì Giang Thía xin khẳng định các anh chị một điều, các anh chị chưa thực sự cái why của anh chị chưa thực sự đủ, chưa thực sự đủ, và gì ạ? Chúng ta chưa thực sự hiểu về cái mô hình để chúng ta chia sẻ với mọi người. Một là các anh chị có thể mới, hai là các anh chị khi mà các anh chị học, các anh chị các cái bài học cơ bản đấy, các bài học nền tảng đấy, các chị chưa thực sự hiểu. Và khi mà hiểu rồi, hiểu đúng về cái quan niệm, làm sao cái tư duy đúng với quan niệm đúng nó quan trọng lắm, nó quyết định 90% cái sự thành công của anh chị. Còn nếu như còn phương tiện và công cụ nó chỉ một phần nhỏ thôi, còn tư duy chúng ta đã đúng rồi và chúng ta nghiêm túc học tập. Ở đây thì không biết là các anh chị là học tập là những người mà muốn phát triển đúng không ạ? Chúng ta mong muốn, chúng ta khát khao được phát triển nhưng mà chúng ta lại học tập đúng không ạ? Chúng ta lại ghi chép các thứ không không nghiêm túc thì chắc chắn một điều là nó sẽ không ra cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Các anh chị mà chưa thực sự tập trung, các anh chị còn vào muộn, các anh chị còn chưa gương mẫu, các anh chị phải hình dung một điều rằng nếu như chúng ta sẽ xây dựng cái sự nghiệp cho mình phải không ạ? Phát triển kênh phân phối là chúng ta xây dựng sự nghiệp cho mình thì sao ạ? Chúng ta phải là người chủ đúng không ạ? Người chủ và là người đứng đầu, người đứng đầu thì phải có một cái tố chất của người lãnh đạo và phải làm gương và phải hiểu được các vấn đề để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho đội nhóm. Và đây thì cũng chia sẻ là một số trong thời gian vừa qua đang thấy thấy một số, kể cả trong team của Giang Thía và trong team một số anh chị em, và đây tiếng nhắc chung là khi mà các anh chị em cũng mong muốn phát triển cái kênh phân phối của mình, mong muốn sự phát triển nhưng mà anh chị em cũng tuyển được đối tác của chúng ta, cũng tuyển được đại lý, nhưng mà sao ạ? Chúng ta không đưa vào các cái nhóm để học và chúng ta lại bận, chúng ta lại không hướng dẫn họ. Họ nói rằng họ vào làm đại lý rồi, họ làm đối tác rồi nhưng họ không được nhận lịch, họ không được đi học, và Giang Thía thậm chí còn không biết là ở hệ thống của ai. Và thậm chí là hôm trước là Giang Thế có giúp cái người thì Giang Thế nói rằng hình như là em không phải trong hệ thống của chị nhưng mà chị vẫn giúp, nhưng mà em phải 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 liên hệ với cái người giúp đỡ em xem là em ở đâu và em nhận lịch được từ bạn đó.
và em có một cái nhóm là để nhận lịch học và hỗ trợ kinh doanh như thế nào. Chứ bây giờ các anh chị em là khi mà chúng ta cũng mong muốn phát triển như vậy, nhưng không vào đây chúng ta phải dẫn dắt đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta đưa vào và sau đó họ vừa rồi là rất rất nhiều trường hợp có cả của team của Giang Tiến mà ở tầng sâu các chị cũng lạc vào một số các team khác, ví dụ như là vào team của Hải Vân, thế sau đó thì lại cũng nhận được rất là nhiều giá trị khi mà cái người mà dẫn dắt, cái người mà phát triển cái kênh phân phối đó không có hướng dẫn và không đưa, nếu như chúng ta không làm được thì chúng ta đưa vào cái nhóm chung. Còn nếu như các chị sẵn sàng, các chị có thể hỗ trợ cách đắc lực nhất, các chị có những cái nhóm nhưng mà với cái tinh thần lĩnh hội những cái gì hoặc là những cái nên zoom lịch học, các anh chị phải chuyển sang đó và các anh chị phải 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 follow sát với họ đúng không ạ? Nhưng mà vừa rồi thì Giang Tiến thấy là có rất là nhiều anh chị em như vậy và bơ vơ không biết là trong hệ thống nào luôn, thì thấy là như vậy là chúng ta cũng đã làm nhưng mà chưa trách nhiệm, chưa đến đâu đến chốn. Và khi mà chúng ta đã quyết định và quyết tâm là hợp tác với Robby rồi thì chúng ta phải đặt cho mình là phải làm sao đúng không ạ? Làm sao cái sau mục tiêu là sau 5 năm nữa, 7 năm nữa, 10 năm nữa thì các anh chị sẽ như thế nào, và chỉ có môi trường Robby sẽ làm được như vậy đúng không ạ? Làm được như vậy thì chúng ta phải có mục tiêu cụ thể và rõ ràng như thế. Và bí quyết của sự thành công là không phải là do yếu tố may mắn hay là tài giỏi, mà chính là nhờ có nhiều người tài giỏi làm việc cho mình hoặc với mình đúng không ạ? Thực tế đã chứng minh là như vậy đúng không ạ? Giang Tiến không phải là người tài giỏi, không phải là người tài giỏi. Và thậm chí là trước đó mình cũng còn còn không biết là sau này là mình có thể làm kinh doanh được. Thế nhưng mà khi bắt đầu vào làm việc, khi bắt đầu nhận được giá trị từ 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 mô hình và nhận được cái việc là cái lợi ích của việc chúng ta phát triển cái kênh phân phối, thì lúc đó là Giang Thía đã chia sẻ và đã đang đang ở trên những rất nhiều người giỏi, tài giỏi. Đúng không ạ? Ví dụ như bạn Lê Sự đang ngồi đây, bạn Lê Sự đang hot chương trình, bạn ấy là còn giỏi hơn là Giang Thía. Và Giang Thía là có bạn ấy giỏi là tự nhiên là mình trở thành giỏi thôi đúng không? Là một cái G1 là cái nhánh đó rất là hỗ trợ đắc lực cho team của Giang Thía và nhiều anh chị em khác đúng không? Nhiều anh chị em khác. Và Giang Thía chỉ với cái số lượng không nhiều thì sau đó thì thời gian này, rồi mối quan hệ của mọi người khác này, trình độ của mọi người khác, và mọi người cứ tự gì ạ, cứ tự phát triển lên, thì trong cái hệ thống của mình bây giờ là rất lớn mạnh rồi, rất lớn mạnh rồi. Và như vậy thì nó rất là bền vững, rất là vững chắc. Và nếu như chúng ta tập trung vào tuyển dụng thì giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Và chắc chắn một điều như vậy. Và ở đây thì Giang Thía là cái minh chứng rõ nhất là sau 1 năm 9 tháng hợp tác với Robby thì bây giờ là mình có cái tầm nhìn mới, cái tư duy mới, con người mới, và cái con người là có nhiều sức, biết chăm sóc sức khỏe bản thân mình hơn, biết quan tâm mọi người nhiều hơn và có nhiều các cái mối quan hệ hơn, và đặc biệt là có thu nhập tốt hơn. Có thu nhập tốt hơn mà thu nhập lại là bền vững anh chị em nhé, là thu nhập bền vững chứ không phải là đây vừa thời gian vừa qua thì anh chị em có thể thấy Giang Thía vẫn có thời gian để đi du lịch đúng không ạ? Vẫn có thời gian đi chơi, vẫn có thời gian để mà đi học tập, đi giao lưu, nhưng mà vẫn có thu nhập đúng không ạ? Vẫn có thu nhập. Đó là gì ạ? Ngay từ khi mà mình bắt đầu vào, mình đã nhận được cái giá trị của việc và phát triển kênh phân phối, và chúng ta tập trung vào tuyển dụng, tập trung vào và chúng ta hiểu được rồi thì chắc chắn một điều là các anh chị sẽ làm được, các anh chị không cần phải chia sẻ quá nhiều, nhưng mà có cái phương tiện của công cụ của chúng ta là Robby sẽ giúp cho các anh chị là có thể nối dài những cái cánh tay, nối dài ra. Và nếu như các anh chị cứ nỗ lực mỗi ngày, cứ tập trung vào tuyển dụng thì có ngày thì giấc mơ của các anh chị sẽ trở thành sự thật đúng không ạ? Thì đó là cái điều mà thực tế chứng minh, và ở đây rất nhiều các anh chị em mentor của chúng ta đã thành công và đã nhận được giá trị đó, và những người đi trước là những người mà truyền hết những cái gì mà kinh nghiệm của những có họ đó, họ những cái gì mà họ nhận được và mong muốn Giang Tía thì chia sẻ kể cả về 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 bán hàng và tuyển dụng, là với một cái tâm thế là mình mong muốn được giúp đỡ người khác có thêm thu nhập, có cuộc sống tốt hơn, được chăm lo cho gia đình tốt hơn, và bản thân họ có tự tin hơn, họ không chỉ thành công, họ không chỉ có thu nhập ở đi mà họ thành công ở ngoài đời kia đúng không ạ? Chắc chắn một điều các anh chị chỉ cần nỗ lực cố gắng kiên trì mỗi ngày và nghiêm túc học tập
thì chắc chắn một điều, một thời gian, chỉ cần một thời gian thôi, chỉ cần một thời gian thôi, một vài tháng hoặc một năm là cái sự thay đổi của anh chị nó khác hẳn luôn, đúng không ạ? Chắc chắn là các anh chị sẽ chạm đến giấc mơ của mình. Giang thấy trước kia thì không bao giờ mơ một một tháng mình có thể thu nhập đến hàng gì, hàng trăm triệu, nhưng mà bây giờ thì nó trong trong tầm tay của mình rồi. Nhưng mà để có được cái điều đó thì mình phải nỗ lực cố gắng, và anh chị thấy là Giang Thiên luôn luôn là người gương mẫu, luôn luôn là những người mà ở trong phòng Zoom luôn luôn là nhiệt tình trách nhiệm và luôn luôn là học hỏi và ghi chép ra rất nhiều, rất 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 nhiều các cái quyển sổ và nốt trong đầu mình, và những cái ý tưởng hay từng bài chia sẻ thì mình đều lĩnh hội được và mình đều thấy mình còn còn rất là nhiều những cái điểm mà mình cần phải học tập, còn rất là nhiều cái điều mình chưa hoàn thiện, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, luôn luôn với tâm thế là cố gắng nhiều hơn nữa để gì ạ, mình tốt hơn và mình truyền được cái động lực đó cho anh em, anh chị em tốt hơn, và mong mọi người cùng phát triển cùng cùng với nhau, và không phải chỉ cùng trong cái hệ thống của mình mà tất cả anh chị em ở Rugby càng ngày càng phát triển tốt hơn, đúng không ạ? Thì ở đây tuyển dụng là thành công ở 90% ở chữ Y nhé, và chỉ có 10% chữ How thôi. Thì ở đây xin mời các anh chị hãy viết xuống 10 lý do là tại sao các anh chị lại chọn cơ hội kinh doanh với Shopee, viết ra ước nguyện mà các anh chị và gia đình đang khao khát có được trong tương lai, và những lý do tại sao các anh chị lại muốn thay đổi cuộc đời của mình và gia đình, đúng không ạ? Các anh chị cứ comment ra, viết đi, cứ viết thật nhiều vào, vừa comment ở trên chat vừa ghi ra những cái quyển sổ của mình hàng ngày luôn luôn, và luôn luôn hằn trong đầu của mình, luôn luôn nghĩ rằng là tại sao mà mình lại chọn cơ hội kinh doanh với Đang Thế. Nghĩ rằng là rất rất nhiều, hàng 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 chục ngàn đối tác của chúng ta đã đăng ký hợp tác với Shopee, nhưng không phải là ai cũng thành công, đúng không ạ? Không phải là ai cũng thành công, và không phải ai cũng nhận đúng giá trị, và không phải ai cũng có quan niệm và tư duy đúng về việc là chúng ta phát triển kênh phân phối, đúng không ạ? Nếu các anh chị đã hiểu được điều đó thì chắc chắn một điều, các anh chị sẽ thành công, dù các anh chị là có địa vị hay không, có mối quan hệ hay không, hoặc là các anh chị có trình độ hay không. Và thực tế đã chứng minh là chỉ cần là hiểu đúng quan niệm đúng thì tập trung vào, thì những cái người những người như Giang Thiến vừa chia sẻ đấy, các bạn làm công nhân rồi các bạn đang đi 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 bán hàng mà ở ngoài kia rất vất vả, các bạn hoàn toàn có thể thành công được. Họ luôn luôn tin tưởng và họ nỗ lực cố gắng, luôn luôn nỗ lực cố gắng, và khi mà đã hiểu rồi thì họ chia sẻ với người khác với cái tâm thế là trao đi cơ hội, đúng không? Và chúng ta phải mong muốn đủ cái khát khao, cái mục tiêu của chúng ta phải đủ khát khao, lý do phải đủ đủ lớn thì chúng ta mới dám làm được. Còn nếu các anh chị vào học, các anh chị cũng vừa vào vừa nghe câu được câu trăng, vừa ngủ vừa vừa nằm vừa nghe, có khi nghe xong lại ngủ, ngủ xong rồi thì không biết là vừa học được cái gì, cũng rất là mong muốn, rất là khát khao thành công, nhưng lại không viết lên những cái kế hoạch của mình, không viết lên là mong muốn là sau một năm thì chúng ta mong muốn là thu nhập là bao nhiêu, và mong muốn được gia đình của mình là như thế nào, là muốn được con học trường tốt hay không, và muốn được có cái thu nhập là bao nhiêu, và muốn cho chăm sóc cho gia đình, quan tâm đến người thân như thế nào, và cái cuộc đời mình sẽ thay đổi, đúng không? Và nếu như các anh chị mà đủ cái viết lên được những cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải phấn đấu, và chỉ cần phấn đấu nỗ lực thôi thì bao nhiêu ạ, chỉ cần 3 năm 5 năm nữa thì các anh chị hoàn toàn có thể, lúc đó mình có thể nhàn hạ hơn và mình hưởng những cái thành quả mà mình đã nỗ lực cố gắng. Còn nếu nếu như chúng ta cứ cứ hiểu cũng tốt, tuyển cũng tốt, nhưng mà chúng ta đi đi đăng bài không có người người hưởng ứng, và chúng ta cũng không hiểu là tại sao mà chúng ta lại chia sẻ mà người ta lại chưa hưởng ứng, ở đây thì nó cũng có xác suất, nhưng mà chúng ta tin rằng là cứ nỗ lực cố gắng, và các anh chị hiểu và các anh chị say sưa với nó thì nó sẽ ra. Và với Giang Thế thì việc bán hàng và chia sẻ phát triển kênh phân phối bây giờ trở thành như hơi thở của mình rồi mọi người nhé, và bắt chuyện với mọi người mình cũng không phải là nhìn ai đó mình thấy mình có ý đồ gì khác, mà mình từ trong cái câu chuyện của mình muốn chia sẻ với người ta, và cái cách chia sẻ nó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, và cũng không toát lên cái vấn đề là tôi đang muốn là tuyển dụng đâu, mà mong muốn họ họ hiểu được rằng là mình đang làm cái mô hình rất là tốt, và muốn chia sẻ cho họ.
đúng không ạ? Thì phải phải cái lý do đủ lớn và cái chị sẽ làm được. Còn nếu như cái chị còn làm cũng thêm một chút cũng được, còn công việc hôm nay là mình cũng hơi bận một chút này, mình cũng không vào được này, ngày mai là mình cũng còn có bận việc này việc kia, còn đi chơi với họp họp ở chỗ này chỗ khác, hoặc là đi buôn dưa lê, hoặc là xem cái bộ phim này đang hay, đúng không ạ? Còn buổi sáng là mình dậy là mình khó chịu nên là mình phải ngủ thêm, mình nằm thêm một chút. Thì các anh chị nếu mà cứ như vậy thì rất khó, đúng không ạ? Rất khó. Còn nếu như cái động lực đủ lớn rồi, các anh chị bật dậy luôn, đúng không ạ? Bật dậy luôn và nghiêm túc mở mở điện mở máy tính, mở điện thoại và vệ sinh cá nhân vào, và nghiêm túc làm mọi việc như mọi người và gương mẫu như mọi người, thì chỉ có lý do đặc biệt chúng ta có thể là cắt cam. Còn lại anh chị hãy nghiêm túc đi. Và anh chị hình dung rằng nếu mà anh chị có cái doanh nghiệp ấy, thì anh chị phải gì ạ? Phải là người đi đứng đầu, và những người mà các anh chị chia sẻ cơ hội cho người khác, người ta sẽ đi tìm những cái người mà hôm qua chia sẻ là phải em phải vào học đi, em phải vào chương trình 5AM đi, nhưng mà vào không thấy là đại lý của mình đâu, không thấy người apply của mình đâu cả, và thậm chí là thấy là tắt cam không thấy gì cả, thì như vậy rất khó có thể là thành công lớn được các anh chị nhé. Còn các anh chị nếu mà vui vẻ là tôi làm được 5 triệu 3 triệu cũng được, cũng không sao cả, thì cứ như vậy thôi. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng đây là cơ hội mà có thể mang đến giá trị cho chúng ta, thì chúng ta cái xác định cái tâm thế như vậy thì nó sẽ khác đi. Thì cái lý do mà anh chị đưa ra mong muốn là tương lai là 5 năm 10 năm nữa các anh chị sẽ như thế nào, chị có thể sở hữu được 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 cái nhà như thế nào, ở đâu và xe gì, hoặc là con mình học như thế nào và chăm lo cho bố mẹ như thế nào, cho người thân như thế nào, thì lý do mình đủ lớn thì chắc chắn là chị sẽ làm được, đúng không? Và tuyển dụng là huyết mạch của kinh doanh, có đúng không ạ? Chúng ta ví là nếu như không tuyển dụng đại lý mới thì ví như là cơ thể không có không khí và sẽ bị tê liệt, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà các anh chị mà thấy là bây giờ thì mình muốn mong muốn khát khao là 5 năm nữa, 10 năm nữa mình có thu nhập là khoảng là 30 triệu, 50 triệu hoặc 100 triệu một tháng, mà lúc đó không phải vất vả nữa, mà chúng ta lại không đi tuyển dụng, đúng không ạ? Thì lấy ai ra làm, đúng không ạ? Lấy ai ra bán hàng, lấy ai ra kinh doanh? Đấy, thì nếu như không tuyển dụng đại lý mới thì ví như cơ thể không có không khí và sẽ bị tê liệt, nó làm gì có ai để làm nữa, làm gì có hệ thống, làm gì có ai hoạt động nữa, đúng không ạ? Không có người thì làm sao hoạt động được. Và không tuyển dụng đại lý mới thì không có năng lượng và không có khí thế và không có hoạt động, không có khách hàng, không có doanh số, không có thu nhập, không có doanh nghiệp và không có giấc mơ, đúng không ạ? Có đúng như vậy không ạ? Chắc chắn là một điều như thế. Thì các anh chị phải hiểu được như vậy. Ở đây rất nhiều, nếu các anh chị nếu chỉ vào mà với cái tâm thế làm cộng tác viên để thử xem và đăng bài xem không bán được hay không, hoặc là không có nhu cầu tuyển dụng, thì nếu như cộng tác viên thì đối với đăng ký thì phải là đối tác. Còn cộng tác viên anh chị cho phép thử nghiệm, nếu sau 2 tuần mà các anh chị mà không lên được đại lý mà anh chị cộng tác viên thì coi như là coi như cái chị không hoạt động được đâu, không hoạt động được đâu, đúng không ạ? Các anh chị chưa nhận được cái giá trị thì không không có thể hoạt động được. Và nếu như chúng ta không đấy không tuyển lại tuyển dụng thì chẳng khác nào như đang ở trong một trạng thái là hôn mê. Thì hôn mê là gì ạ? Hôn mê là bây giờ là gọi là gần như là sống thực vật đấy, phải không ạ? Sống thực vật là không có cái động lực gì cả và cứ để ở đấy thôi, và cái dư sơ chúng ta cứ để ở đó thôi, chứ còn không biết là có phát triển được hay không, có làm được hay không, cũng như những người mà cứ nằm đó mà không cảm nhận được cái gì hết, đúng không ạ? Và không tự phát triển được đây thì sống như là trong cái trạng thái hôn mê thôi. Và tuyển dụng thì giải quyết được tất cả các vấn đề, đúng không ạ? Thì ở đây thì trong bất cứ kỳ tình huống nào thì chúng ta phải phải đi tuyển dụng. Khi mà không biết phải làm gì thì các anh chị sẽ hãy đi tuyển dụng, và để tuyển dụng được thì Gia Thế chia sẻ rồi đấy, anh chị phải phải yêu đam mê nó. Thì kiểu gì ấy chị chia sẻ, không phải có những người ở đây nhé, Gia Thế chia sẻ là không phải chúng ta nghĩ rằng là ngày một ngày hai chúng ta tuyển một người hai người mà họ đã nhận được cái giá trị. Có những người hàng năm sau, vài tháng sau họ mới nhận được cái giá trị đó, họ mới vào, đúng không ạ? Họ mới vào làm với chúng, họ vẫn theo dõi chúng ta, họ follow chúng ta và họ đang theo dõi chúng ta, cứ chia sẻ, đúng không ạ? Cứ chia sẻ thôi. Thì cho nên là nếu mà không có cái việc gì làm, không biết làm gì thì anh chị tuyển dụng, và khi đội nhóm không hoạt động thì anh chị cũng tuyển dụng, đúng không ạ? Cứ tuyển dụng, và mình luôn luôn là người làm gương, mình là luôn luôn là người có đơn hàng và luôn luôn là người tuyển dụng được và tìm được những cái có cái viên kim cương cho mình, đúng không ạ? Thì kể cả đội nhóm không hoạt động chúng ta cũng vẫn tuyển dụng. Và khi bạn thất vọng về kết quả của mình, ví dụ như chúng ta không có thể là không trong một thời gian không thấy bán được, cũng không trong cái đội nhóm của chúng ta không hoạt động nhiều, thì các anh chị tiếp tục tuyển dụng, tiếp tục
tiếp tục tuyển dụng vào đây và chia sẻ với anh chị rằng là nếu chúng ta chia sẻ với nó xác suất là 80-20, chúng ta chia sẻ với 10 người thì có thể chỉ có 2 người nhận thôi, có 2 người nhận được giá trị thôi, 2 người đồng ý làm thôi, hoặc cũng có thể là 20 người nhưng chúng ta chỉ được 1-2 người thôi. Nhưng các chị hình dung là nếu như 1-2 người đó người ta sẽ vào, người ta nhận được cái giá trị và họ làm tốt thì cũng đã rất tốt rồi. Nếu như từ từ đó chúng ta xây dựng được một cái thị trường 12% thì có cũng quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Cho nên là muốn phát triển được thì các anh chị phải gì ạ, song song với việc bán hàng thì chúng ta phải phải tuyển dụng, hoặc là cái huyết mạch để trong phát triển kinh doanh chúng ta là phải tuyển dụng, đúng không ạ? Và khi đội nhóm chẳng có ai tuyển dụng thì bạn vẫn tuyển dụng, khi đội nhóm chẳng có doanh số gì chúng ta vẫn tuyển dụng, và khi đội nhóm gặp nhau là chỉ nghe than phiền thì chúng ta vẫn tuyển dụng, mà khi đội nhóm mất lửa thì chúng ta vẫn tuyển dụng, khi đội nhóm không tham gia các chương trình huấn luyện thì chúng ta vẫn tuyển dụng, và khi đội nhóm có người bỏ cuộc thì chúng ta vẫn tuyển dụng, và khi lửa đang bừng bừng khí thế dâng tràn thì chúng ta lại càng phải tuyển dụng, đúng không ạ? Khi mà mọi người đang trong tim của anh chị lưu ý một điều là khi mà lửa đang bừng bừng thì các anh chị hình dung là khi mà lửa đã cháy mạnh rồi thì cho củi tươi vào nó cũng cháy, phải không ạ? Cho củi tươi vào nó vẫn cháy. Thì chúng ta càng phải phải tuyển dụng và xuyên suốt như vậy, Giang Thí chia sẻ như vậy để toát lên một cái điều rằng muốn phát triển được, muốn muốn phát triển và xây dựng được đến cái mục tiêu của mình thì chắc chắn một cái điều là không thể bỏ qua cái việc tuyển dụng được. Chắc chắn một điều, muốn đi xa, chúng ta muốn đi đi nhanh thì chúng ta đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, chúng ta phải có đồng đội, đúng không ạ? Phải có đồng đội, chúng ta không thể một mình mà có thể phát triển. Ở những người tỷ phú ngoài kia, đúng không ạ? Cái bí quyết mà phỏng vấn những cái nhà báo họ phỏng vấn vợ ông tỷ phú là bí quyết nào để giúp cho anh nhà chị là có thể trở thành tỷ phú, thì bà vợ bà chỉ chia sẻ một câu rất đơn giản thôi, bởi vì là chồng tôi đã mang giải pháp và hỗ trợ cho hàng tỷ người ở trên thế giới giải quyết các vấn đề của họ thì trở thành tỷ phú thôi, đúng không? Trở thành tỷ phú thôi. Vì vậy là chúng ta, nếu như mà chúng ta có hệ thống, chúng ta có một cái kênh phân phối mà đến hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người, thì đương nhiên là chúng ta sẽ cũng sẽ trở thành triệu phú, trở thành tỷ phú khi mà chúng ta đặt ra đủ lớn, mục tiêu đủ lớn, và chúng ta làm đủ nhiều, làm đủ với là nhiệt huyết, với sự say mê và trách nhiệm, đúng không ạ? Thì chắc chắn đây là sự nghiệp của chúng ta cơ mà. Đừng đổ lỗi cho ai hết, đừng đổ lỗi cho cái người mà đưa vào không hướng dẫn cho anh chị em. Và khi mà chúng ta đã học những bài cơ bản rồi, chúng ta đã có quan niệm đúng, có tư duy đúng, thì chúng ta phải có cái lập trường của mình, và việc của mình là mình làm tốt những việc của mình là phải chia sẻ, mang giải pháp cho khách hàng, là cùng với việc bán hàng của chúng ta trao cơ hội cho người khác. Trao cơ hội cho người khác ở đây rất rất nhiều trong team Giang Thí cũng như các team của anh chị em là gì ạ? Chúng ta đã giúp rất nhiều người khó khăn để có thể trở thành những người mà có thu nhập rất tốt, đúng không ạ? Và có cuộc sống rất tốt, và có nâng cái tầm rất tốt. Nếu như ở ngoài kia mà họ cứ đi làm việc, mọi người hình dung là nếu như lương làm công nhân của chúng ta là 10 triệu một tháng, đúng không ạ? Làm thêm, làm tăng ca thì cũng có thể là thêm được vài triệu nữa. Nhưng khi mà chúng ta nghỉ rồi thì chỉ bắt kiệt sức lao động của chúng ta thôi, đúng không ạ? Bắt kiệt sức lao động và sức khỏe của chúng ta, nhưng mà cái thu nhập của chúng ta cũng chỉ như vậy thôi. Và chúng ta cứ cố gắng vất vả, hay là chúng ta có một cái doanh nghiệp bỏ túi mà vô cùng nhẹ nhàng, làm ở đâu cũng được, không gian nào cũng được, thời gian nào cũng được, và tranh thủ những cái thời gian rảnh thôi, thì hoàn toàn anh chị có thể xây dựng được cho cái gọi là cái doanh nghiệp của riêng mình. Và vì vậy mình làm với cái tâm thế là mình là người đứng đầu, luôn luôn là người đứng đầu, không phải phụ thuộc vào ai hết. Còn chúng ta follow những người lên trên, những người mà mentor của chúng ta, là chúng ta sẽ được cái sự hỗ trợ, là sẽ được cái sự định hướng, và cái định hướng đó là cái quan trọng. Và ở đây thì cũng thông qua đây thì Giang Thế cũng xin được chia sẻ với anh chị là chúng ta hãy bám sát cái người apply của mình để được nhận hỗ trợ, cũng như là để tranh thủ gọi là một người lo bằng kho người làm, phải không ạ? Còn nếu chúng ta thấy là đủ lớn rồi, đủ lớn mạnh rồi, chúng ta tự làm thì có thể chúng ta sẽ bị đi sai đường đấy, bị đi sai đường đó. Và có thể thấy là chúng ta Giang Thế như vậy, nhưng mà luôn luôn là những người mình tranh thủ, mình học hỏi từ những người, từ ban lãnh đạo công ty và những anh chị em mentor đi trước, cũng như là tất cả
thậm chí cả những người mà phía sau của mình, những người ở các cái nhóm khác, mình luôn luôn với cái tâm thế là mở, tâm thế mở để mình hoàn thiện hơn, mình được tốt đẹp hơn và mình trao cái giá trị nhiều hơn. Thì xin được chia sẻ với anh chị và rất mong là chúng ta hiểu được điều đó để chúng ta có thể làm mạnh mẽ được, đúng không ạ? Và người đầu tiên cần phải tuyển dụng đó chính là chính mình, đúng không ạ? Đó chính là chính mình ạ. Mình đã tuyển dụng được mình chưa? Và còn nếu như ở đây thì không thể không chỉ nói là có những người mà khi mà tuyển dụng ý là vào đây nhưng mà anh chị không không chưa có đại lý, chưa có đối tác mới, thì các anh chị cũng chưa phải là đại lý, chưa phải là đối tác đâu ạ. Các anh chị cứ một mình ở đó thôi, anh chị không nhận được cái giá trị thì coi như là mình không làm. Thế và ở đây có 6 cái niềm tin. Một là niềm tin về sản phẩm, đúng không ạ? Anh chị đã thực sự tin vào sản phẩm chưa? Hay các anh chị là không tin vào sản phẩm, trong đó thì nghi ngờ về chất lượng, rồi nghi ngờ rất là nhiều thứ. Các anh chị cũng thậm chí không trải nghiệm về sản phẩm để có thể kinh doanh. Và đang thế khẳng định một điều là nếu anh chị không trải nghiệm, các anh chị không thể thành công được. Và anh chị không trải nghiệm sản phẩm, anh chị không có tình yêu và cái niềm tin sản phẩm đó để các anh chị có thể lan tỏa cái sản phẩm đó ra được đến với nhiều người khác được. Và Giang Thía thì cái niềm tin đó luôn luôn và chưa một giờ nào, chưa một phút nào, chưa một giây nào mình mất cái niềm tin về Ropi cũng như là những cái niềm tin mà Giang Thía đang chia sẻ với anh chị. Niềm tin về công ty, đúng không ạ? Quá công ty của chúng ta quá tuyệt vời. Và nếu như các anh chị mà đã được gặp ban lãnh đạo công ty, những người mentor, những người mà vô cùng vất vả thời gian đầu, vô cùng vất vả để có được những kết quả mà các anh chị là may mắn sau này, các anh chị chúng ta đang vào sau, chúng ta đã nhận thừa hưởng những cái thành quả mà họ đã cố gắng nỗ lực ngày đêm và có cái niềm tin mãnh liệt để họ vượt qua để có kết quả như ngày hôm nay, thì cái niềm tin đó nó tuyệt đối, nó là tuyệt đối. Đang thế có cái niềm tin như vậy và chưa một giờ, chưa một phút, chưa một giây nào mình nghi ngờ. Và mô hình cũng vậy, đúng không ạ? Mô hình kinh doanh dropship cũng như là kết hợp với affiliate thì chúng ta hiểu về mô hình chưa? Chúng ta có niềm tin và chúng ta hiểu chưa? Chúng ta có một cái mô hình cực kỳ là thông minh tinh gọn, phải không ạ? Thông minh tinh gọn và chỉ có một cái đường link affiliate thôi, chúng ta có thể mở rộng thị trường ra 63 tỉnh thành cũng như là toàn cầu được, đúng không ạ? Mô hình vô cùng thông minh, vô cùng tiện lợi, vô cùng tinh gọn, đúng không ạ? Thì chúng ta đang sở hữu đó, đang sở hữu, và anh chị có niềm tin đó không ạ? Chứ còn bây giờ anh chị ra ngoài kia mở một cái cửa hàng hoặc là đầu tư, hoặc như trước kia chưa vào Ropi thì Giang Thế và một số anh chị em kinh doanh truyền thống, chúng ta thấy là quá vất vả, quá mất nhiều thời gian, quá nhiều công sức, và thậm chí bây giờ là ở Giang Thế khi mà lúc đó mình kinh doanh, thậm chí là hàng vẫn còn và không biết là mình lời lãi bao nhiêu, và thời gian mất quá nhiều, chi phối quá nhiều mà cũng không kiểm soát được hoặc là mình lợi nhuận thu nhập được bao nhiêu, rất là khó khăn, đúng không ạ? Nhưng bây giờ rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Rất nhẹ nhàng bởi vì sao ạ? Bởi mô hình mang đến cho chúng ta đang sở hữu một cái mô hình quá là tuyệt vời như vậy, đúng không ạ? Và thị trường kinh doanh nữa, cái niềm tin ở thị trường kinh doanh của chúng ta là đa ngành, đúng không ạ? Đa ngành rất nhiều các anh chị, ai cũng có thể bán được hàng, ai cũng có thể có chọn lựa cho mình trong hàng nghìn, hai nghìn sản phẩm, các anh chị ai cũng có thể bán được với giá thấp, với giá cao, giá trung bình, là mình lựa chọn theo cái tệp khách hàng của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin. Nếu như ở đây rất nhiều người ở trong cái thời gian vừa qua, đăng ký cũng nhắc luôn là rất nhiều các anh chị em, thậm chí là trong mô hình của chúng ta nhưng mà không thông minh và không có thể, các anh chị không biết là các anh chị mong muốn kiếm tiền nhanh hay gì đó, kiếm tiền nhanh, người ta đưa ra một số các cái mô hình là làm sao mà bỏ ra vài chục triệu sau đó là thu nhập, và thậm chí Giang Thế cũng đã bị mời gọi nha mọi người nhé, đã bị mời gọi là nếu như chị với năng lực của chị sang bên này chị có thể thu nhập 800 triệu, 800 triệu một tháng, mà lại không phải làm gì, không phải bán hàng, không không phải sao, thì Giang Thế mới hỏi thế tự nhiên không bán hàng thì hàng nó đi đâu, cái thu nhập ở đâu ra đấy, thì bảo thế anh, thì Giang Thế như vậy là cả Giang Thế còn bị mời gọi như vậy, thì chắc chắn nếu các anh chị em không có niềm tin, không có cái tư duy đúng, là chúng ta rất lựa chọn có thể sai lầm sang một số các mô hình khác, và thực tế đã thấy một số anh chị em của chúng ta đã rời và còn thế, còn các anh chị thì chúng ta hãy theo dõi, và nếu như các anh chị nỗ lực ở đây so với bên còn ai mong muốn là có tiền nhanh không phải làm gì á, một cái điều phi lý quá, một cái điều phi lý mà muốn có tiền nhanh không cần phải bỏ sức lao động, còn ở đây là chúng ta làm rất công bằng, phải không ạ? Chúng ta phải học tập, chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải nâng tầm lên, và chúng ta phải gì ạ, cọ sát, chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải tư vấn, chúng ta trao giá trị, nhưng mà hoàn toàn là cái đó chúng ta được hỗ trợ, được đào tạo, được hỗ trợ, được sự giúp đỡ của rất nhiều người để có được như vậy.
và chúng ta nâng tầm lên thì thu nhập của chúng ta lên, đúng không ạ? Và đến một lúc nào đó chúng ta có thu nhập bởi vì chúng ta lên cái tầm cao mới rồi, chúng ta có tư duy và chúng ta có cách làm thật tốt thì chúng ta mới được như vậy. Chứ còn ở đâu một cái gì mà việc nhẹ mà lương cao thì các anh chị phải cẩn thận, đúng không ạ? Cẩn thận. Và toàn thế gian thế hỏi là phải bỏ ra vài chục triệu ạ, vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu thì các anh chị hết sức cẩn thận. Còn đối với Giang Thế là mình không muốn trao cái gì không có rủi là có rủi ro cho anh em, không bao giờ mình bản thân Giang Thế nếu như không vào Ruby mà những cái mô hình đó mời gọi mình cũng không bao giờ. Bây giờ mời gọi là bây giờ chị phải đánh, anh phải đóng là 100 triệu vào đây hoặc mấy chục triệu vào đây, sau đó là thu nhập thế này thế kia, không bao giờ như vậy. Ở đây làm sao cái gì, ở đây chỉ có trường Ruby của chúng ta là không có rủi ro, không phải bỏ vốn, không phải giao, không phải sự giao hàng ship hàng, không phải làm gì hết, và chỉ có một chiếc điện thoại thôi, một cái máy tính thôi, chúng ta có thể vươn ra tầm quốc tế, đúng không ạ? Và thu nhập không giới hạn được thì chỉ có Ruby là có được điều đó, đúng không ạ? À, thì có thể là Giang Thị yêu và say mê với cái mô hình được, nhưng nên là mình luôn luôn là mình chia sẻ như vậy, nhưng mà ở đây hết sức cảnh giác với các anh chị em nhé. Và sự hỗ trợ của đội nhóm của người đi trước, các anh chị cảm nhận được không ạ? À, cảm nhận được, đúng không ạ? À, không có ở một nơi nào đó, và khi mà đội nhóm hỗ trợ chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, và đặc biệt những người đi trước luôn luôn mong muốn các anh chị thành công. Và rất rất buồn khi những ai đó vào đây không nhận giá trị, không biết là các anh chị có như thế không, nhưng Giang Thế thì có những người vào đây, tất nhiên là xác suất, tất nhiên là không phải ai cũng có một cái tư duy, có những cái quan điểm đúng, nhưng mà họ vào đây họ không được nhận được giá trị. Mình cũng thấy là mình thấy là mình không, mình chia sẻ mà họ không nhận giá trị thì tự nhiên là cũng thấy buồn, cũng thấy cũng rất là buồn. Nhưng mà cái việc đó là việc bình thường, mình xác định không phải ai cũng như thế, và ai cũng nhận được thì tất cả chúng ta cũng đã giàu hết rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có một số người nhận được giá trị thôi, đúng không ạ? Và cái niềm tin nữa là niềm tin vào chính mình. Các anh chị cứ nghĩ rằng chị làm được thì chắc chắn là sẽ làm được. Còn nếu như xác định là không làm được, khó quá, vào đây phải có gì ạ, có vị trí, có mối quan hệ, phải có kinh tế thì mới làm được, các anh chị hoàn toàn nhầm, đúng không ạ? Các chị hoàn toàn nhầm, các anh chị hãy làm đi. Và rất rất nhiều các anh chị em là vượt lên chính khả năng của mình, vượt lên chính mình, và không nghĩ rằng mình lại có thể làm được như vậy. Và chính Giang Thế là người như vậy. Mình cũng không, khi mà mình bắt đầu vào Ruby, lúc đó là BCA, thì Giang Thế khi mà mình choáng ngợp, khi mà hôm đó là Thiên Ấn lên mục tiêu cho mọi người, rồi mong muốn là các anh chị em có thu nhập bao nhiêu, mọi người comment là 30 triệu, 50 triệu, rồi mình thấy trồng trồ lên, tự nhiên sao mọi người lại có mong muốn là thu nhập cao như thế. Mình cũng mong muốn là 10 triệu thôi, lúc đó là comment lên là 10 triệu thôi, là rất rất tốt rồi, rất tốt rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng nhìn lại cái chặng đường của mình đi, thì có phải là chính môi trường của Ruby đã cho mình là vượt lên chính mình mới thấy là khả năng của mình còn làm được như thế, làm được hơn như thế nữa. Nếu như anh chị thực sự cố gắng thì anh chị hãy soi và tin vào chính mình là mình làm được, người khác làm được, mình làm được. Và nếu như mình không phải là một mình, đúng không, ở đây không phải là một mình chia sẻ cơ hội mình tuyển dụng cho người khác, thì có thể người ta còn giỏi hơn mình. Bạn của mình có thể không có người giỏi, các mối quan hệ của mình không có người giỏi, nhưng mà bạn của bạn có thể là rất giỏi, đúng không? Có thể là rất giỏi. Ấy thì chúng ta lại sở hữu, mà chúng ta đứng trên vai người khổng lồ, đứng trên những người giỏi, thì chúng ta sở hữu được những cái người giỏi đó thì chúng ta lại càng giỏi, đúng không ạ? Và có thu nhập và có nhận được rất nhiều giá trị. Thì đây là 6 cái niềm tin mà các anh chị phải ghi lại, và sau đó nếu như chưa thành công mình nhìn lại, nghĩ lại xem là mình cái niềm tin của mình đó được bao nhiêu, và đã làm, quan trọng nhất là cái chị đã làm tâm huyết với nó chưa, đã say sưa với nó chưa. Còn nếu chưa ra kết quả, các anh chị cứ chia sẻ, lúc nào cũng cần sự hỗ trợ các anh chị, chưa đến đâu anh chị hỏi đến đấy, thì nói thật các anh chị chưa chưa phải làm copy đâu, mà các anh chị gọi là làm để thêm có một công việc thôi, gọi đây vào đây là lúc nào rảnh thì các anh chị cũng không quan tâm đến việc là mà tại sao mà lại phải copy, lại phải đưa ra cái khóa học 6 buổi công phu. Anh chị chỉ cần nghiêm túc học cho Giang Thế, chỉ cần 6 buổi này thôi, thì cái tầm của anh chị, cái tư duy của anh chị khác hẳn. Và lúc đó là mình làm gì cũng chiến thắng, làm gì cũng đứng được, là mà mình biết cách làm để mà làm. Chứ còn nếu anh chị vào đây, anh chị cứ cứ mong muốn là đi học làm sao để có cái buổi là nhà cung cấp, hoặc là có một cái buổi Zoom nào là làm thế nào để ra được đơn, chỉ nào đi học để về kỹ năng để ra đơn thôi, để bán hàng thôi, nhưng mà mình chưa hiểu á, chưa hiểu các cái kiến thức nền tảng cơ bản, thì các anh chị sẽ
gọi là đi không đi từ gốc, đi không đi từ gốc, chúng ta đi từ giữa, từ ngọn thì nó sẽ không bền vững được và chắc chắn nó sẽ khó thành công được. Thì nếu mà ai mà chưa học các cái nền tảng, các anh chị hãy quay lại và bây giờ bản thân đang tiến là rất nhiều rồi, nhưng có những cái buổi mà mình không có lịch là mình vẫn vào ngay công phu, vẫn vào ngay công phu những cái kiến thức về rồi các cái bài về quản lý thời gian, quản lý tài chính, rồi hai buổi về về quan niệm về bán hàng, sau buổi tối thứ tư là quan niệm bán hàng, quan niệm tuyển dụng. Anh chị phải học để hiểu nhé, phải để hiểu thì chúng ta mới làm được, đúng không ạ? Và bản chất của tuyển dụng là gì ạ? Đi cho chứ không phải đi xin. Và chúng ta hãy dẹp bỏ tâm lý sợ bị từ chối, đúng không ạ? Và giang thế cũng vậy, là mình đang đang đi hỗ trợ người ta, người ta mình đang thấy là à mình chia sẻ là bây giờ cuộc sống gia đình là của bạn như thế nào, của anh chị như thế nào, có những khó khăn gì không, và đang người ta đang bí một cái gì đó thì mình có cái giải pháp cho họ, đúng không ạ? Mình cho đi, đúng không phải là mình đi xin, cũng mong muốn là bạn bạn là vào xin là vào làm với mình, không không để mình có thu nhập, mình không bao giờ như thế. Và đăng ký với cái cách là mình không mọi thứ là mình chia sẻ từ từ. Ở đây có một cái lỗi là các anh chị có thể thấy nhé, đăng ký có thể thấy thực tế rất nhiều người khi mà đi chia sẻ với người khác là mình có cái gì mình bung hết ra, mình có cái gì là mình bung hết ra, mình chia sẻ hết ra, và lúc đấy mình phải đón xem là tâm lý của người ta đón nhận như thế nào, và phải có thể một buổi hôm nay mình chỉ chia sẻ ở một góc độ thôi, ở một nội dung nhỏ thôi, còn ngày mai ngày kia hoặc một buổi khác mình sẽ chia sẻ cái nội dung khác, và với cái tâm thế là hỗ trợ cho họ, chứ không phải là mình xin họ hoặc là mình mong muốn cứ bung hết ra. Tất cả là mô hình hay lắm, mô hình là không phải bỏ vốn công nhập hàng, tất cả cái gì người ta có khi người ta không nghe đâu, đúng không ạ? Thì mình phải biết cách nắm bắt tâm lý và chia sẻ với cái tâm thế là mình cho đi, đúng không ạ? Và chỉ cho thông tin với những người có nhu cầu, không bằng lòng với cuộc sống hiện tại và có ước vọng, đúng không ạ? Có những người mà họ đang có khát vọng, người ta muốn mong muốn là không bằng lòng với cuộc sống của họ, họ cũng muốn là họ đang đang làm công chức hoặc họ đang làm cái công việc khác, họ mong muốn là có thêm thu nhập. Và thực tế là rất rất nhiều người đi tìm một cái công việc khác, đúng không ạ? Rất nhiều người, nhưng mà chúng ta phải nắm bắt được những nhu cầu và cho thông tin của cho những người mà có nhu cầu và họ đang không bằng lòng cuộc sống, họ mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn và có thu nhập hơn, đúng không ạ? Và phải sàng lọc và chọn người chứ không phải thuyết phục, và kinh doanh là trò chơi xác suất. Ở đây là chúng ta biết là xác suất là 20-80, đúng không ạ? 10 người thì có thể chỉ có 2 người nhận được giá trị thôi, hoặc là thậm chí ít hơn, hoặc có khi là 50 người chúng ta mới chỉ được có 2-3 người thôi. Nhưng anh chị hình dung là 2-3 người đó mà trở thành những người xuất sắc của chúng ta thì cũng quá tuyệt vời rồi, đúng không? Cũng bằng các anh chị là phấn đấu lương về hưu phải mấy chục năm, đúng không? Có đúng không? Thực tế là như thế đấy. Thực tế như thế, các anh chị chỉ cần xây dựng một thị trường 12% thì các anh chị có thể là bằng một người là lương hưu và phải 30 năm công tác. Có đúng không ạ? Và để mà 30 năm công tác như vậy thì họ là phải học học qua đại học này, đúng không ạ? Và phải đi làm rất là nhiều mới có được như vậy. Nhưng mà chúng ta ở đây, nếu như chúng ta nỗ lực cố gắng kể cả 2 năm 3 năm đi, chúng ta được một cái thị trường như vậy thì cũng đã quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Quá tuyệt vời rồi. Còn nếu như ai khát khao hơn và trong cái tầm mình mong muốn và được nhiều hơn nữa thì hoàn toàn có thể không phụ thuộc vào vào khả năng và phụ thuộc vào cả khả năng của các anh chị. Anh chị càng giỏi, anh chị càng làm tốt thì càng càng thành công nhanh, đúng không ạ? Và rất là công bằng, đúng không ạ? Và không gắn cảm xúc với cái kết quả. Không phải là chúng ta nghĩ rằng hôm nay chúng ta làm có kết quả, hôm nay bán được hàng, hôm nay chia sẻ được thì chúng ta có năng lượng, ngày mai chúng ta bán, có tâm lý này không ạ? Hoàn toàn có. Tôi tin rằng 670 người ngồi đây chắc chắn có những cái người có cảm xúc, rất nhiều người có cảm xúc, mà có khi là mình không thấy, mình không 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 chia sẻ, người ta không không đón nhận đấy, thì là mình thôi, mình chán có thể rời đi. Có rất nhiều những người mà nằm im có thể vài tháng sau đó thì mới lại lại nhận được giá trị, mới lại làm, hoặc thậm chí có người không nhận được giá trị luôn, cứ gắn cái cảm xúc là mình chia sẻ, mình không thấy ai đón nhận là mình thôi. Nhưng mà thực tế thì đây là cái hành trình mà chúng ta phải đi làm, phải đi tìm, nỗ lực đi tìm thì sẽ đến, sẽ tìm là sẽ đến, cứ đi rồi sẽ đến. Ở môi trường group là như thế, đúng không ạ? Cứ đi là sẽ đến, các anh chị sợ các anh là dừng lại thôi, chỉ cần không bỏ cuộc thì các anh chị sẽ là người thành công, sẽ là người chiến thắng, đúng không ạ? Phải kiên trì và chia sẻ cho nhiều người và nhiều lần, các anh chị cứ chia sẻ, và ai là người chia sẻ nhiều nhất thông tin cho nhiều người và nhiều lần, chúng ta đừng chia sẻ một lần, chúng ta hãy chia sẻ là nhiều lần. Và chúng ta hôm nay gặp rồi chúng ta chia sẻ một chút,
Nhân dịp cơ hội này là chúng ta nghỉ mùng 2 tháng 9, chúng ta chia sẻ một chút để người ta có cái sự quan tâm, có cái sự khát khao, và không quên là chia sẻ với họ, đúng không ạ, tìm hiểu họ và quan tâm đến gia đình của họ, để mình có từ đó mình làm sao mình là khơi gợi cái nhu cầu của họ, chứ đừng là chỉ có chia sẻ một mình của chúng ta mà không hiểu là họ có cần hay không, có cần hay không. Chứ còn nếu nhiều người chia sẻ chàng Giang Đại Hải, sau đó họ bảo thôi thôi để chị nghiên cứu, nhưng mà người ta thấy là mình đang quá cần người ta là người ta sẽ từ chối ngay. Cho nên là mình phải chia sẻ làm nhiều lần, và có chia sẻ càng nhiều người, có thể là người ta biết một chút thông tin về mình cũng không không cần phải chia sẻ nhiều, nhưng mà lần sau thì họ sẽ quan tâm và họ sẽ theo dõi chúng ta. Và chắc chắn một điều là có những ngày là họ tìm đến chúng ta, và thực tế như Giang thấy bây giờ là rất nhiều người tìm đến, nhưng mà mình là còn lựa chọn những cái người mà có phù hợp thì mình mới mới nhận, chứ không phải là như lúc đầu là mình phải đi tìm nhiều. Nhưng mà để có được như vậy thì chúng ta nỗ lực cố gắng rất nhiều, phải không ạ, rất rất nhiều, rất rất nhiều, chứ không phải là tự nhiên mọi thứ đến đâu anh chị nhé. Và các bước tuyển dụng thì chúng ta gì ạ, chúng ta có thể là mời hẹn, là chúng ta có thể là ở đây thì có thể là ở xa thì chúng ta nhắn tin, đúng không ạ, chúng ta chia sẻ, chúng ta có những cái câu chuyện mà những cái người mà lâu rồi chúng ta không 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 nói chuyện, mà thậm chí là nếu mà không có kinh doanh hoặc không có Rupee thì chúng ta có khi là quên lãng trong cuộc đời của chúng ta đã có những cái người bạn như thế, bởi vì không liên lạc với nhau. Thì chúng ta hãy hãy làm việc, hãy tìm lại cái danh sách của chúng ta, đúng không ạ, hãy danh sách ở đây thì nó có vừa là chúng ta qua các mối quan hệ và chúng ta là qua data, nhưng hiện nay thì data của chúng ta cũng rất là khó khăn, và thứ hai nữa là cái số lượng không không có nhiều, và thứ ba nữa là bây giờ là dịch bệnh nó đã khống chế rồi, được khống chế, mọi người đi làm cái công việc của họ, cho nên cái việc mà quan tâm đến tìm kiếm công việc làm thêm công việc thứ hai nó sẽ ít đi, cho nên nó sẽ khó khăn. Thì các anh chị phải khai thác tối đa những cái danh sách mà các anh chị có là bạn bè người thân, cũng như là ở trên Facebook, trên Zalo và bạn của bạn, rồi rất rất nhiều mà mình có thể khai thác được, đúng không ạ. Và hãy hãy diện hãy mời hẹn, và khi mà hẹn gặp rồi thì chúng ta hãy trình bày cơ hội kinh doanh, đó là chúng ta phải tìm hiểu về họ và chia sẻ với họ, sau đó thì chúng ta sẽ cái mình trình bày cơ hội kinh doanh của mình theo chính cái câu chuyện của mình, theo chính câu chuyện của mình. Mà khi mình thấy gợi được nhu cầu của họ rồi thì mình phải theo sát và chăm sóc, đúng không ạ, phải chăm sóc họ và kích hoạt. Khi mà đã nhận rồi thì kích hoạt cái người mới, khi mà họ đã vào rồi thì chúng ta phải kích hoạt. Ở đây thì đây là cái điều vô cùng quan trọng mà Giang Thiến lúc đầu có nói đấy, cái chị tuyển rồi anh chị cũng xác định được là nhu cầu là tuyển dụng mở rộng kênh phân phối rồi, nhưng anh chị có chăm sóc không? Còn đây có một vài anh chị bị lạc như vậy là vì không chăm sóc, hoặc là thậm chí là cái người mà đưa vào anh chị bỏ đi đâu rồi hoặc dừng rồi. Thế nhưng mà chúng ta phải bám sát và kích hoạt cho họ ngay từ đầu, và ngay từ đầu chúng ta đã kích hoạt được họ rồi, họ có niềm tin rồi, họ đi học rồi, thì lúc đó cái sự chăm sóc của chúng ta sau nó sẽ nhạt hơn rất nhiều, đúng không ạ, nhạt hơn rất nhiều, và phải có đội nhóm. Chứ còn chúng ta, các anh chị nhé, rất ra thì thấy cũng có một số anh chị là mình có đội nhóm đó, nhưng mà mình cứ gửi hôm nay link này gửi cho một người này, mai lại gửi cho một người khác nữa, mà không đưa họ vào cái nhóm của mình ấy, để hỗ trợ. Và mọi người hình dung là có cái tâm lý mình không bán được hàng nhưng người khác bán được hàng, nhả đơn vào, phải không ạ, đưa đơn vào và kích hoạt ngay từ đó, và nó có năng lượng truyền tải, truyền truyền đạt cho nhau, đúng không ạ, và tự nhiên là họ không bán được thì họ lại bán được, hoặc không tuyển dụng được họ lại tuyển dụng được. Đây chị đừng nghĩ rằng một mình mà chia sẻ, ở đây là có một số anh chị mới thôi, còn anh chị em cũ thì tin là đã làm tốt và rất tốt rồi. Đây mình cũng định hướng những cái người anh chị mới, khi mà mình bắt đầu mình có hoạt động tuyển dụng đó thì chúng ta phải gì ạ, đưa vào thì cũng năng lượng của nhiều người thì nó sẽ tốt hơn. Các anh chị nếu mà các anh chị đi kinh doanh, các anh chị ngồi một mình thì chị có nghĩ ra và có năng lượng như anh chị hàng nghìn người ngồi trên Zoom đấy không ạ, 659 người đang có mặt ở Zoom này, mọi người tại sao phải vào cùng nhau, đúng không ạ, để chúng ta nhận được cái giá trị từ nhau, được truyền giá trị từ cho nhau, để chúng ta cùng có cái động lực, có cái niềm tin để chúng ta làm, đúng không ạ. Còn nếu anh chị cứ nằm cứ nghĩ ra thì rất là khó để thành công được, một mình rất khó thành công, và phải cần nhiều người, đúng không ạ, phải đi cùng nhau. Và dẫn dắt cái người mới làm việc là phải là làm sao, là lịch học như thế nào, đúng không ạ, và cần phải như thế nào, và kích hoạt như thế nào, và cái chính sách hợp tác để cho họ hiểu được, họ dẫn dắt họ được, và luôn luôn là gì ạ, bám sát
những ngày đầu chúng ta hình dung là khi mà nuôi con đến con trưởng thành 18 tuổi là chúng ta nhả ra đúng không ạ? Khi mà họ đã có kiến thức rồi, họ đã biết cách làm rồi đúng không? Hoàn toàn chúng ta có thể là thả ra, họ tự tự do độc lập lúc đấy là có thể làm được, nhưng mà lúc đầu là họ không biết cách làm, là chúng ta phải bám sát và hỗ trợ đúng không ạ? Và nguyên tắc cái form trình bày và cơ hội của chúng ta là chúng ta gì ạ? Phải quan tâm đến gia đình của họ, xem bao nhiêu thành viên, hiện tại thì cuộc sống của gia đình họ như thế nào, và cái cách mà chúng ta tùy theo cái tùy theo hoàn cảnh để chúng ta có cái sự quan tâm và có cái ngữ điệu là quan tâm như thế nào đúng không ạ, có ngôn từ như thế nào để quan tâm một cái quan tâm thực sự, chứ không phải là chúng ta hỏi qua loa sau đó là tập trung vào cái công việc của chúng ta chia sẻ. Đừng như vậy, đừng như vậy. Và chính là mình chia sẻ và sau đó mình hiểu được tâm lý rồi mình khơi gợi đúng của họ và cái công việc của họ đang làm là gì, thu nhập của họ là bao nhiêu, và cái công việc ví dụ như cái việc giải trí của họ, việc cái nhu cầu về cuộc sống của họ như thế nào, hiện tại họ đang như thế nào, về tài chính của họ như thế nào, mình phải hiểu một cách sâu sắc. Mình hiểu sâu sắc sau đó là tự nhiên và ở đây thì chúng ta làm nhiều là lên nhé mọi người nhé, đừng nghĩ rằng mình đừng có rào cản là mình bây giờ như thế mình khó, mình không biết nói cái gì, mình không biết nói cái gì, nhưng mà anh chị cứ hình dung là anh chị cứ chia sẻ, anh chị cứ hỏi những cái việc mà, chứ đừng quan tâm đến cái việc chia sẻ của mô hình của mình trước nhé, mà mình cứ hỏi họ đi, cuộc họ có cuộc sống tốt hơn họ bây giờ, cuộc sống của họ đang ra sao, như thế nào, gặp những cái khó khăn gì, và trong cái câu chuyện tự nhiên chúng ta biết làm, chứ không phải là cứ chỉ cầm tay chỉ việc. Và thì cũng không thể là nói một cái câu chuyện này áp dụng cho người nọ người kia được, nhưng mà tất cả mọi thứ là tôi nghĩ rằng có niềm tin và mình có hiểu về mô hình, hiểu về sản phẩm của mình rồi thì cái cách của mình gọi là như hơi thở đấy, mà bán mà như không bán, chia sẻ mà không chia sẻ về mô hình nhưng người ta thấy là họ đang giúp mình ấy. Họ họ đang giúp mình và họ cảm ơn mình, thì cái đó là cái mà chúng ta phải làm nhiều thì lên, làm nhiều thì lên, và nghe nhiều kinh nghiệm của nhiều người khác phải nhiều vào, và anh chị ghi chép lại, và anh chị ở trong đầu sau đó cho mình lại ghi chép và mình cọ sát và làm nhiều lần, chắc chắn một điều nó sẽ lên được đúng không ạ? Và ưu điểm kinh doanh Robby thì mang lại lợi ích cho đối tác của kinh doanh, đây là trong cái câu chuyện là mình chia sẻ với cái người mà mình định tuyển dụng đó đúng không ạ? Thì cái mô hình của chúng ta biết rồi, đó là ít vốn, ít chi phí cố định hàng tháng và không không tự tuyển và quản trị nhân viên, chúng ta chỉ cần cái app thôi, cái app điện điện thoại mà chúng ta có thể sử dụng, có thể sở hữu hàng ngàn người, của vạn người, có thể như vậy đúng không ạ? Và không giới hạn về cái thị trường kinh doanh, lợi tức của chúng ta không giới hạn, anh chị phụ thuộc là thu nhập là và năng lực của các anh chị cố gắng bao nhiêu thì sẽ có thu nhập bấy nhiêu đúng không ạ? Và đa dạng các sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu thì hàng đầu thế giới, cái đây thì các anh chị đã quá hiểu rồi, chúng ta sản phẩm mà chất lượng thì rất là cao và thương hiệu rồi, và cái sản phẩm lại đa dạng nữa, anh chị có hoàn toàn có thể là chọn cái lượng cái line hàng phù hợp với cái tệp khách hàng của mình để mình lựa chọn, và ai vào cũng có, anh chị đừng đừng áp đặt là tất cả mọi người đều phải làm, ví dụ như là Giang Thía hoặc là ví dụ như Lê Sự thì có thể là cái tệp khách hàng nó cao một chút thì có thể là cái giá cao, thế nhưng mà ví dụ như các cháu sinh viên đúng không ạ, thì các cháu có thể là bán son, bán phấn hoặc là bán sữa rửa mặt, nó rất là nhiều cái hàng chúng ta lựa chọn đúng không ạ, hoặc là người già thì có thể là bán gì ạ, cao xoa bóp này, thì rồi các cái hoặc là chống rụng tóc này, dầu chống rụng tóc, nó có rất là nhiều sản phẩm phù hợp với người già người trẻ đúng không ạ, và cái tệp người giàu người nghèo, người trung bình đều có thể là kinh doanh được, và thu nhập thì chất lượng cao rồi đúng không ạ, thu nhập chất lượng cao nếu anh chị thực sự, và nếu như chúng ta cứ cứ tuyển dụng và sở hữu được nhiều viên kim cương của chúng ta thì thu nhập của anh chị là không giới hạn. Và ở đây thì nếu như anh chị hình dung một điều là nếu như một người mà làm khoa học ấy, hoặc là một người làm về công nghệ họ rất là giỏi, họ phải đi học rất nhiều, có thể học cả nước ngoài nữa, học đầu tư rất là nhiều tiền và nhiều công sức, nhiều trí tuệ, nhưng mà cái thu nhập và khi mà họ ra trường, nếu mà họ chỉ đi đi làm thuê, cái tâm lý mà đi, nếu đi làm thuê thì cao nhất là chúng ta khoảng 100 triệu một tháng, nếu thật giỏi nữa thì đến 200 triệu một tháng, nhưng mà đấy để có được như vậy thì nó chỉ là đếm trên đầu ngón tay thôi, rất ít thôi đúng không ạ, rất ít thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta làm tốt ở môi trường này thì chúng ta hoàn toàn có thể là có thu nhập cao hơn cả họ đúng không ạ. Và thực tế ở đây thì có rất nhiều anh chị em là thu nhập là vài trăm triệu một tháng chứ không phải là chỉ là tính 100 triệu đâu, thì chúng ta hoàn toàn có thể là sở hữu được. Họ đi nhanh thì mình sẽ đi chậm, chỉ cần mình đi không mà luôn luôn nỗ lực cố gắng thì chắc chắn là sẽ đến đích,
chắc chắn là sẽ đến đích. Và ở đây thì mô hình của chúng ta, anh chị em còn có nghi ngờ gì không ạ? Có ai ở trong 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 Zoom của chúng ta còn nghi ngờ à, còn nghi ngờ với mô hình không ạ? Nếu nghi ngờ thì các anh chị không thành công được, đúng không? Không thành công được. Chính niềm tin và Giang Tý là một cái người ở đây rất là nhiều người, từ cô Trần Anh Vũ là phó giáo sư tiến sĩ, thế rồi bạn Lê Sự là cũng giảng viên tiến sĩ, giảng viên đại học, và Giang Thế và rất nhiều các anh chị em khác là mình cũng có địa vị mà cũng đang đi làm, thì cái mô hình nó phải thực sự là thông minh và mô hình thực sự là mang giá trị cho người khác và không có rủi ro cho người tham gia thì chúng ta mới dám làm. Và đặc biệt là sản phẩm là sẽ giúp cho chúng ta là mang giải pháp đến cho khách hàng, chứ không phải là chúng ta mong bán được hàng để chúng ta có cái thu nhập ngay lập tức, mà chúng ta còn có sự follow, còn có sự tư vấn và còn có sự gì ạ, tái tiêu dùng nữa. Họ còn mua rất nhiều, upsell rất nhiều sản phẩm cho những khách hàng đó nữa, và vì vậy mà họ cảm ơn mình, họ cảm ơn họ khi ví dụ họ mua một cái con robot Google chẳng hạn, họ nghĩ rằng họ đã nói chuyện với mình rằng là biết thế thì họ mua từ lâu rồi, đúng không? Hoặc là ví dụ như là các sản phẩm làm đẹp ấy, hoặc là một số các cái sản phẩm về 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 giảm cân ấy chẳng hạn, thải độc ấy, thì nếu mà họ sử dụng họ nhận được cái giá trị thì vô cùng cảm ơn chúng ta, bởi vì họ đi chữa ở ngoài kia có hàng trăm triệu rồi, không phải ít đâu, có những người như vậy đấy, nhưng mà họ nhận thấy cái giá trị này và cái con người chúng ta cũng sẽ được mọi người cũng bị tin tin cậy hơn, đúng không ạ? Chúng ta có uy tín hơn với mọi người, thì cái đó là cái mà rất hay. Và có một cái nữa mà Giang Thế cũng rất thích và chắc chắn các anh chị em đều rất thích, và các anh chị em mới thì càng phải quan tâm, bởi vì chúng ta ở đây chúng ta chưa chạm đến những cái thành công bước đầu thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà Giang Thế rất thích là một cái điều này, đó là có tính thừa kế. Kế là nếu như cái thu nhập của mình đã bền vững rồi, đúng không ạ? Bền vững rồi, và sau đó thì nếu như chúng ta dừng lại hoặc là chúng ta có một cái vấn đề gì đó về sức khỏe mà muốn nhường lại cho con cái của chúng ta, thì hoàn toàn có thể thừa cái dư sơ này của chúng ta và các bạn ấy tiếp tục phát triển lên nữa, và cái thu nhập đó là sẽ bền vững trở đổ về tài khoản của chúng ta. Thì có xứng đáng để chị cố gắng không ạ? Có xứng đáng để các chị làm không ạ? Nhưng mà có được như vậy thì sao? Có như vậy thì chúng ta phải có một cái hệ thống. Các anh chị hôm nay có thể ốm, anh chị ngủ một chút cũng được. Các anh chị nghỉ ngơi hôm nay quá mệt với công việc ở cơ quan đang nghỉ ngơi, nhưng đồng đội của chúng ta vẫn làm việc, vẫn làm việc, và chúng ta sử dụng việc 1% sức của 100 người thì hơn là 100% sức của chúng ta, đúng không ạ? Thì quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Và đây là cái điều mà anh chị phải 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 quan tâm nhiều hơn, và các chị phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng và xác định là khi mà mình đã có quan niệm đúng rồi, mình hiểu đúng, tư duy đúng rồi thì cứ nỗ lực làm thôi, đừng nghi ngờ, đừng nhòm ngó ai, và đừng nghĩ rằng sao mà họ giỏi như vậy mình không biết là mình có làm được không, chắc là mình không làm được. Và anh chị hãy làm tốt việc các anh chị, là các anh chị là gì ạ, bán hàng, anh chị là chia sẻ cơ hội, và các anh chị chăm sóc những người mới vào một cách tốt nhất. Anh chị cần làm tốt các việc của anh chị là chắc chắn anh chị sẽ chạm được đến những cái gì mà anh chị mong muốn, cái mục tiêu mà anh chị đặt ra. Tại sao hàng ngày hôm nào cũng có cái mục lên mục tiêu, đúng không ạ? Để cho các anh chị lên mục tiêu, không phải các anh chị nghe là nghe rồi xong cũng chẳng biết là người ta lên mục tiêu cái gì, mà nghe như vậy là hướng dẫn cho anh chị thì hàng ngày chúng ta phải có mục tiêu. Mục tiêu thì lớn, đúng không? Ước mơ thì lớn, nhưng mà chúng ta làm từ những cái việc nhỏ nhất, đúng không ạ? Từ cái việc nhỏ thôi, mỗi ngày chúng ta chỉ là cố gắng thêm một chút. Đây, anh chị em nếu như muốn muốn ngủ sớm thì chúng ta có thể ngủ muộn một chút, đúng không ạ? Và muốn là xem phim nhiều hơn, muốn giao lưu với các bạn nhiều hơn thì chúng ta hãy tiết chế lại, và chúng ta sẽ dành cái thời gian để tập trung, và ví dụ như 1 giờ hoặc 2 giờ làm việc với Pi. Nhưng anh chị đã làm việc thực sự tập trung chưa, hay các anh chị lướt lướt là xem mọi người bán hàng thế nào, xem mọi người có những cái bài thế nào, thì xong là copy bài xong là dán lên tường nhà mình cũng 1 tiếng 2 tiếng như thế, nhưng mà chưa đọng lại trong đầu chúng ta là chúng ta có cái kiến thức gì để chúng ta phải đổi mới, để chúng ta phải có cách cách là làm nào để có thể là mở rộng được cái thị trường này, cũng như làm thế nào có thể bán hàng được, và làm thế nào để dẫn dắt cái người mới đó thành công được. Và thành công, chúng ta chỉ thành công khi mà chúng ta dẫn dắt đội nhóm của chúng ta thành công, đúng không ạ? Còn nếu họ không thành công, họ vào đây họ cũng nằm im, thì chúng ta có thành công ạ? Không thành công, đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta phải không ngừng nâng cấp bản thân mình lên, kể cả các anh chị là xuất phát điểm từ đâu cũng được,
nhưng cứ mỗi ngày chúng ta cố gắng thêm một chút, mỗi ngày chúng ta phát triển thêm một chút. Anh chị chỉ nhìn lại một sau một năm thôi, sau một năm thôi thì họ đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Anh chị, đây là nhiều, rất nhiều gương trong team của Giang Thế cũng như là của các cái team khác, anh chị đều như vậy. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không có sự cố gắng nhiều, không có sự phát triển nhiều, nhưng mà một năm nhìn lại, anh chị nhìn lại xem, nếu mà anh chị đã vào một năm nghiêm túc, nhìn lại sau một năm và đến bây giờ, chúng ta nhận được cái gì và chúng ta đã phát triển được, nâng tầm bản thân được như thế nào, thì chắc chắn một điều là chúng ta hiểu được như vậy và chúng ta phân tích và say sưa với những cái gì mà chúng ta đã yêu mến với nhiệt huyết với nó, thì chắc chắn một điều nó sẽ ra kết quả thôi, đúng không ạ? Và cái câu chuyện của bản thân là cái câu chuyện mà truyền cảm hứng nhất và hiệu quả nhất, các anh chị nhé. Câu chuyện mỗi người đều có câu chuyện của bản thân. Ở đây thì không phải là ai thành công thì mới có câu chuyện của bản thân, và những người mới chúng ta cũng có câu chuyện của bản thân, đúng không ạ? Chúng ta vào đây chúng ta nhận được cái giá trị của mô hình. Các anh chị mới chưa có thành tích nhé, thì các anh chị cần nhận được cái giá trị là ở đây không phải bỏ vốn, mà chúng ta lại sở hữu được hàng nghìn sản phẩm chất lượng, đúng không ạ? Và môi trường học tập đào tạo thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Mọi người hỗ trợ nhau, thì những cái điều đó chúng ta chia sẻ cho những cái người mới, những cái người mà chúng ta đang muốn hướng tới cho họ, thì chúng ta chia sẻ bằng câu chuyện đó. Thế còn các anh chị đã bắt đầu mà có thành tích rồi thì có thể chúng ta câu chuyện là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ kiếm được 3 triệu, 5 triệu thôi, nhưng mà cũng đã được 10 triệu, 20 triệu rồi, đúng không ạ? Thì đấy là những cái câu chuyện, là câu chuyện của chính bản thân mình. Còn những các anh chị mà đã thành công rồi thì chúng ta không nói, có rất là nhiều những cái điều mà các anh chị có thể chia sẻ được, rất rất là nhiều điều có thể chia sẻ được. Và chúng ta hãy chia sẻ gì tiểu sử vắn tắt về công việc trước đây của chúng ta như thế nào, và những hạn chế của chúng ta, những điểm mà chúng ta chưa hài lòng trong công việc cũ, đúng không ạ? Và bạn đến với Ruby như thế nào, và anh chị đến với Ruby như thế nào, và lý do tại sao mà anh chị lại lựa chọn kinh doanh cùng Ruby, và anh chị đang hướng đến điều gì, có thể là chia sẻ về ước mơ và mong muốn của các anh chị, đúng không ạ? Và điều mà anh chị tâm đắc nhất ở Ruby là gì ạ? Là về sản phẩm, chất lượng, đúng không ạ? À, và thời gian rảnh chúng ta có thể làm được. Và tài chính là chúng ta có sự tự do về tài chính, có giá trị phát triển bản thân và mối quan hệ chất lượng, đúng không ạ? Và qua môi trường Groupie, anh chị thấy không? Anh chị đã được kết bạn rồi, được giao lưu với những người mà rất là giỏi, đúng không? Rất là tài giỏi, đúng không ạ? Và mọi người ở môi trường Groupie là họ ứng xử với nhau rất rất là gì ở thân thiện, không phải là cùng với nhau, đội nhóm với nhau đâu, mà khác nhau, chúng ta chỉ gặp ở trên Zoom thôi, nhưng mà gặp nhau thì ôm ôm hôn nhau, đúng không ạ? Và cái tình cảm đó chỉ có Ruby mới có, còn những chỗ khác là họ 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 nhìn với nhau, họ gần như là đối thủ của nhau, nhưng mà đây thì mong muốn cho nhau cùng phát triển, mong muốn cho nhau được giúp đỡ cho nhau cùng thành công, và chúng ta chỉ tự hào khi chúng ta giúp đỡ được nhiều người thành công và chúng ta sống với những người thành công, đúng không ạ? Thì đây là những cái câu chuyện mà bản thân các anh chị đều có thể là vận dụng để chia sẻ với những cái người mà chúng ta mong muốn là chia sẻ, đúng không ạ? Thì phần này nó cũng còn nhiều đấy, còn nhiều, nhưng mà và câu chuyện của thành công của những người khác, rất nhiều câu chuyện thành công, đúng không ạ? Chúng ta có thể là ví dụ như là những người mà lớn tuổi, đúng không ạ, tham gia vào Ruby mà vẫn thành công thì có rất nhiều, đúng không ạ? Có hình ảnh của những cụ già là 70-80 tuổi, sáng nào cũng ngồi Zoom học tập nghiêm túc này, đúng không ạ? Và những người thành công như là cô Đỗ Yến này, đấy, cô sinh 1957 nhưng mà cô vẫn thành công, cô vẫn là M1 sao và hướng tới nữa là sẽ là M3 sao, đúng không ạ? Hoặc là như chị Hà nấu rượu này, chỉ mong muốn vào đây chỉ được học tập, mong muốn chỉ là được được tập thể dục thôi. Thế nhưng mà bây giờ lại là làm cái gọi là người người mentor mà có sở hữu cái đội quân rất là hùng mạnh rồi, và rất là thành công rồi. Hoặc là những người mà đang có một công việc khác, hoặc những người mà đang ví dụ như ở Bộ Công an, là những người làm công an. Ở đây có một anh chị nào mà đang 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 vẽ lên màn hình nhé, thì Giang Thế xin được nhắc nhở một chút, mọi người chờ một chút thôi, sắp xong rồi. Thì Giang Thế chia sẻ thêm một chút nữa thôi. Bạn Thúy 288 ở đây là bạn đang vẽ lên màn hình nhé. Thì chúng ta có rất là nhiều câu chuyện, ví dụ như làm nhà nước thì có Giang Thía này, hoặc là làm giáo viên giảng viên đại học thì có Lê Sự này, rồi những bạn trẻ mà rất là trẻ nhưng mà tài năng, ví dụ như là làm chủ tịch Lê huyện của chúng ta này đấy, rồi rồi bạn Phạm Hằng, bạn Út Mi này, rất 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 nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều thành công. Và những người mẹ bỉm sữa mà ba con như là mentor Du Nhung của chúng ta này,
đều có những cái gương thành công, những cái câu chuyện của người khác để các anh chị chia sẻ, đúng không ạ? Thì hoàn toàn có thể làm được, đúng không ạ? Và một cái câu hỏi ra khi còn một cái slide nữa thôi, là cái câu hỏi triệu đô là chúng ta là hỏi là xem là bạn đã hài lòng với 100% công việc hiện tại của bạn không. Nếu chúng ta chia sẻ mà họ thấy rằng là họ rất là hài lòng với công việc của họ, mặc dù lương thấp 5 triệu 7 triệu thôi nhưng mà họ rất là hài lòng, họ không có nhu cầu gì khác nữa, họ thấy tốt rồi, thì chúng ta phải hỏi như vậy. Còn nếu mà họ vẫn vẫn thấy là vẫn phải chi tiêu rất là nhiều tiền, và con thì lớn lên thì cần phải nhiều thứ, thì lúc đấy là chúng ta sẽ đánh 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 vào tâm lý, đúng không ạ? Và nếu như tôi có một cái giải pháp giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên, thì bạn có muốn nghe chứ? Đây là những cái gợi ý mà anh chị có thể ghi chép lại. Nhưng mà khi mà tiếp cận, khi mà trình bày thì chúng ta không phải trình bày như thế này, mà sẽ tùy hoàn cảnh để chúng ta có thể vận dụng vào, đúng không ạ? Và bạn sẽ cảm nhận như thế nào về điều mình vừa chia sẻ, và chúng ta có một cái cuộc hẹn, có thể là hẹn lần này chỉ cần chia sẻ một chút thôi, hẹn lần sau chúng ta lại chia sẻ nhiều hơn về một một khía cạnh khác, đúng không ạ? Một cái giá trị khác, thì chúng ta cứ như vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ được. Đây là một số gợi ý. Còn các cái về kỹ năng về tuyển dụng ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bài học và khác. Còn hôm nay thì Giang Thía chỉ chia sẻ về quan niệm và tư duy của việc chúng ta phát triển kênh phân phối. Còn khi mà chúng ta đã có quan niệm đúng, tư duy đúng rồi, thì nó sẽ vẽ đường cho các anh chị đi đến đâu cũng chiến thắng đến đó, đi đến đâu chiến thắng. Và chúng ta có động lực để cố gắng, chúng ta có động lực chúng ta cố gắng, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà chúng ta thấy cứ chỉ làm sao đi học kỹ năng để tuyển dụng, kỹ năng để bán hàng, không nghĩ các cái kiến thức làm sao mà nền tảng để chúng ta thấy tại sao mà chúng ta phải tuyển dụng, tại sao vậy? Vì đây là chúng ta làm việc cho chúng ta, không phải làm thuê cho ai cả, đúng không? Chúng ta làm việc cho chính bản thân chúng ta, thì cái sự nỗ lực cố gắng của anh chị bao nhiêu, các anh chị sẽ được ghi nhận và có kết quả đến đó, thì phụ thuộc chính vào bản thân chúng ta thôi. Thì trong cái thời lượng mà hôm nay là cũng hơn hơn 6:30 rồi, thì Giang Thí xin được dừng cái phần chia sẻ của mình. Còn cái phần mà chia sẻ về kỹ năng á, thì có thể có rất nhiều các cái buổi khác nữa các anh chị sẽ tham gia các cái chương trình học nhé. Và Giang Thí nhắc một điều các anh chị là kiến thức, chỉ có kiến thức sẽ giúp cho các anh chị là sẽ nâng tầm các anh chị lên, thì chắc chắn các anh chị sẽ thành công được. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao mà chúng ta tự nhiên chúng ta lại có tiền được á, thì nó rất khó có thể thành công được, và thậm chí sẽ không làm được, không thành công được, và chúng ta làm hời hợt không thành công được, khó thành công. Và đằng nào cũng thành công thì hãy thành công sớm, đúng không ạ? Đằng nào chúng ta thành công sớm, và chúng ta hiểu được cái cấp số nhân rồi, đúng không ạ? Cấp số nhân càng nhanh, ai là người mà nắm bắt cơ hội nhanh nhất là thành công nhanh nhất. Cũng một thời gian, ví dụ hôm nay chúng ta chia sẻ hai người, thì chúng ta sẽ có thêm một người nữa đi, thêm một người nữa đi, thì nó chỉ mất khoảng 20 phút của các anh chị thôi, đúng không ạ? Và là cơ hội rèn luyện chúng ta. Có thể rất nhiều người không nhận giá trị, chúng ta đừng buồn. Giang thấy không buồn vì mình chia sẻ mà họ không nhận được giá trị, mình coi như là họ chưa có duyên. Và đến một ngày nào đó họ sẽ quay lại, và mình tiếp tục chia sẻ cho những người khác, và mô hình này sẽ xứng đáng cho những người mà nhận được giá trị và sẽ là thành công, đúng không? Nhưng mà cái quan niệm nhắc đi nhắc lại là phải quan niệm đúng. Anh chị phải hiểu rằng phải đi tuyển dụng và phải hỗ trợ, chứ đừng có làm mà vừa làm vừa vừa chơi, hoặc vừa làm vừa không có cái động lực gì lắm, phụ thuộc vào rất nhiều người khác, thì chắc chắn sẽ không thành công. Và Giang Thía xin kết thúc cái phần chia sẻ của mình, và sẽ hẹn gặp lại các anh chị trong một cái dịp gần nhất, và rất mong muốn anh chị hiểu được cái buổi chia sẻ này, cũng như là qua đây thì chúng ta có thêm cái niềm tin và nỗ lực cố gắng, chỉ cần các anh chị không dừng lại, chắc chắn các anh chị sẽ thành công. Và chắc chắn là Giang Thía sẽ gặp các anh chị ở những cái buổi vinh danh, những cái ngày gặp mặt gần nhất, cũng như là đi du lịch cùng các anh chị trên những cái chuyến du lịch 5 sao, đúng không ạ? Xin được chào và xin hẹn gặp lại các anh chị. Chúc các anh chị một ngày mới, kỳ nghỉ nghỉ thật là vui vẻ, năng lượng và hiệu quả nhé. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, ok. Cảm ơn chị Giang Thiến rất là nhiều. Ở trên khung chat thì em thấy là rất là nhiều bông, nhiều hoa, rất là nhiều cái từ cảm ơn mà. Và đặc biệt là có những cái câu mà em nghĩ rằng là tất cả các anh chị đều có chung một cái cảm nhận, đó là gì ạ? Đều rất là thấm thía luôn các anh chị. Cực kỳ là thấm thía. Thấm vì sao ạ? Thấm bởi vì mình còn thiếu nhiều, đúng không các anh chị? Mình còn chưa có đúng một cái tâm thế mà như chị Giang Thị vừa mới chia sẻ nghe chị. Vậy thì vẫn còn rất là nhiều bông nhiều hoa. Cảm ơn các anh chị.
Thực sự là buổi sáng hôm nay chúng ta thấy có một cái bài học anh chị, một cái bài học nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó lại thực sự là rất là cần thiết rồi chúng ta anh chị. Qua khung chat thôi, em để ý qua khung chat thôi em thấy các anh chị cũng cũng có rất là nhiều đồng cái quan điểm cùng với nhau không ạ. Vậy thì bây giờ là 6:40 các anh chị. Thì nếu như mà rất là nhiều cái từ yêu chị Thịa, cảm ơn yêu rất là nhiều tim đúng không ạ. Và Nhâm nghĩ là nếu như các anh chị đang gửi những cái bông, những cái hoa rất là nhiều như vậy thì có lẽ là các anh chị cũng đang rất là muốn tương tác với một chị Thịa một chút đúng không ạ. Vậy thì bây giờ hôm nay là ngày nghỉ, chị Thịa nói hôm nay là ngày nghỉ lễ, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Thì nếu các anh chị chúng ta không có bận rộn ha, chúng ta không có mắc công việc, thì có lẽ là chúng ta sẽ xin chị Thịa thêm hai câu hỏi để chúng ta có thể trao đổi cùng với trực tiếp cùng với chị Thịa các anh chị ha. Không biết là chị Thịa có sẵn lòng có thể là ngồi lại thêm vài phút để chia sẻ cùng với các anh chị một chút nữa được không ạ? Trao đổi cùng một chút với các anh chị Ok, nhất trí chứ. ạ. Chị vào giao lưu thì mọi người bận mọi người cứ rời đi đi, mọi người cứ rời đi, còn lại ở ai mà không không bận thì có thể ở lại giao lưu với giao ký một chút được nha. Rồi. Vậy thì ở trong Zoom của chúng ta các anh chị ai có một cái vấn đề nào đó về cái đầu tiên là về cái tâm thế hoặc là về cái vấn đề nào đó mình đang đang khúc mắc trong cái việc là mình tư vấn các anh chị, mình dẫn dắt đội nhóm các anh chị để mà cần cần cái sự tháo gỡ. Các anh chị ha, chúng ta đang cần có một cái sự tháo gỡ hoặc là đang cần có một cái sự rắc lại về cái tâm lý, một cái tâm thế để cho mình đúng hơn, mình đi đúng hơn, mình đi vững hơn. Thì các anh chị chúng ta cứ giơ tay các anh chị ha. Ở đây chị Giang Thịa đang ở lại để có thể là hỗ trợ cùng với các anh chị. Còn nếu anh chị nào chúng ta có việc, chúng ta bận, chúng ta phải đi làm hoặc là chúng ta có việc gia đình thì các anh chị chúng ta cứ rời Zoom nha các anh chị. Nội dung hôm nay chị Thịa muốn truyền tải đến các anh chị cũng đã truyền tải rồi đấy anh chị, những cái năng lượng, những cái tâm thế, những cái lưu ý thì chúng ta đã nhận được rồi. Còn bây giờ ai chúng ta cần trao đổi chúng ta mạnh dạn giơ tay các anh chị. Và Nhâm sẽ làm ưu tiên cho những anh chị mới anh chị ha, ưu tiên cho những anh chị mới để chúng ta rõ hơn nữa. Và chúng ta gặp một cái người mentor mà sẵn sàng chia sẻ như thế này thì các anh chị cứ sẵn sàng anh chị ha. Rồi, Nhâm thấy có Đài Lý Vân Hằng ở Hà Tĩnh đúng không ạ? Rồi, Nhâm mời chị ha, chị có thể là mở mic đi ạ. Và chị Hằng ấy, chị có thể ngồi xuống không chị Hằng ha? Để ngồi Dạ xuống và mute đúng không ạ? đây 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 ạ. Rồi. Em xin chào tất cả các anh chị nha, chúc các anh chị buổi sáng tốt lành nha. Hôm nay sáng nay là cái chủ đề là tuyển người, thì thực tế thì các chị biết trước thì em thấy các chị cũng tuyển được rất nhiều người, nhưng mà bản thân em thì đi tuyển người thì thấy rất là khó, chỗ là nếu như mình chỉ chia sẻ mỗi cái là bán hàng ấy, thì người nào họ cũng từ chối ở chỗ là không bán được, không cái này bán hàng quá online là rất khó. Nhưng mà để mình nói đến cái mô hình coi là cái để là có sau này có một cái hệ thống ấy, thì là người ta nghỉ đa cấp, cho nên là mình chưa đủ để nói được với họ là cái để sau này sẽ trở thành một cái hệ thống ấy, thì là ai cũng từ chối kiểu là không bán được hàng nên là người ta không làm. Vậy là về về nhà, ví dụ mình chia sẻ với người này thì về nhà người thân của họ ấy, trong gia đình của họ, người thân của họ ai cũng phản đối, cho nên là họ lại nản chí, là họ lại bỏ cuộc, họ không làm. Và để họ mới ban đầu vào ấy thì họ thấy là không bán được hàng thì họ không kiên trì thì họ lại cứ bỏ cuộc. Mình mất công tuyển xong rồi lại cứ bỏ cuộc là do họ không bán được hàng ấy, họ nghĩ là cái bán hàng là khó, cho nên là họ lại cứ bỏ cuộc, lại mất công, lại không tuyển được ấy. Dạ em xin nghỉ ạ.
Xin cảm ơn Vân Vân Hằng. À, xin hỏi Vân Hằng là đại lý lâu chưa? Dạ em làm hơn 3 tháng rồi chị. Em đã tuyển được người chưa? Em tuyển nói chung để nộp tiền vào để làm thì chưa được, nhưng mà em cũng nói với nhiều người rồi. Nhưng cái người bạn của em giáo viên cũng nhiều, nhưng mà chị có quan niệm là chị không làm được, chị không không bán được hàng, là anh không bán được hàng, từ quan điểm là không bán được hàng. Nhưng mà em vào đây thì em hiểu là mình làm từ từ rồi thì sẽ có cái hệ thống, thì sau này thì sự nghiệp của mình ấy, em nghĩ quan điểm của em là vào đây để có cái sự nghiệp, nhưng mà nếu mà để chia sẻ đến sự nghiệp thì người ta lại nghĩ là đa cấp. À, công việc chính của Vân Hằng đang là gì đấy? Dạ em công việc chính là làm thu ngân của khách sạn. À, thế Vân Hằng là có đi học không? Có đi học mà sau buổi công phu đã học xong chưa? Đã học Chưa đâu, em mới vào. Em vào thì bên chỗ người dẫn em vào ấy, họ gửi cho em 6 buổi công phu em học. Chứ vào học trực tiếp thì em không thấy để học á. sao lại không thấy để 6 cái học? buổi. Ý là 6 cái buổi công phu đó người ta ghi hình lại á. Đây sẽ lại là người ta học qua YouTube á. Thế nhưng mà họ có dẫn em đi học và những kiến thức mà của công phu á, là bây giờ hiện tại như là Giang Thí là mình hôm nào không bận mình vẫn vào học nha. Nhưng mà Hằng là chưa muốn học một cái buổi nào trực Dạ chưa. tiếp Thế đúng không? Thế là hiểu vì sao rồi, thế là hiểu vì sao rồi. Học và chúng ta phải đi học, và đây là Giang Thí nhắc người mới đấy. Những cái anh chị mà muốn phát triển đội nhóm, muốn phát triển hệ thống của mình là mình phải nắm được kiến thức cơ bản trước đúng không? Phải nắm được và có niềm tin được, mình hiểu về mô hình được và mình hiểu về cách bán hàng được, lúc đó mình chia sẻ. Còn ở đây á, cái kỹ năng này mình chia sẻ là nó phải vận dụng vào tình huống thực tế, vận dụng vào tình huống thực tế, và mình chia sẻ là mình ở cái tâm thế là trao cơ hội, trao cơ hội, chứ không phải là mình nói rất là nhiều, nói rất nhiều nhưng mà sau người ta nó sẽ nói người ta không bán hàng được đúng không ạ? Và thậm chí là người ta còn chưa biết đến mà mình chưa hiểu được để mình chia sẻ với người khác thì rất khó để mà người ta nhận được cái giá trị đúng không? Rất khó để mà nhận được giá trị. Thì bạn Vân Hằng này nhé, thì Giang Thiên tư vấn cho Vân Hằng là tất cả các anh chị em đang ngồi phòng Zoom, nếu như chúng ta mà chưa ai đó chưa học hết 6 buổi công phu này, anh chị hãy học đi, và thành công nó còn thời gian rất dài. Thành công là còn rất nhiều thời gian để cho anh chị cố gắng, cho nên là đừng có mà đi bán hàng hoặc chia sẻ khi mà chúng ta chưa hiểu gì và chưa có nhiều niềm tin về mô hình nhé. Học công phu ở chương trình hay ở đâu đấy, rất nhiều anh chị em không hiểu, Giang Thế không hiểu là thế nào đây. Có một cái tình hình bất cập là rất nhiều anh chị em lạc và không biết được các cái lịch học và không biết học, và chúng ta phải quay lại nhá, quay lại tất cả kiến thức nền tảng cơ bản. Và đây hôm nay một buổi chia sẻ 50 em cái kiến thức là nền tảng cho anh chị đấy, là các anh chị phải thường xuyên học cái lớp này. Thế còn chúng ta phải có rất là nhiều các cái buổi buổi Zoom để học đấy anh chị, để học mình hiểu về mô hình, để mình chia sẻ điểm khác biệt của mô hình này so với các cái mô hình khác, thì người ta biết được không phải là đây không phải là mô hình đa cấp. Và khi chúng ta hiểu rồi thì ai nói đa cấp, ai nói đa cấp, thì chúng ta sẽ hỏi đa cấp là gì và mô hình của mình là như thế nào để mà so sánh với người ta. Nhưng mà nếu mà mình cứ để cho người ta, để người ta nói là đa cấp mình chịu là đa cấp, hoặc bảo bán hàng không bán được, nhưng mà đây là do chủ quan của Giang Kiến chia sẻ rồi. Có những nhiều người á, có nhiều người nhá là nghĩ rằng là không bán được nhưng vào đây lại bán được, vào đây lại có một cái phiên bản mới là mình tự nhiên mình bán được rất nhiều hàng với cái giá trị cao đúng không ạ? Nhiều người cứ nghĩ là không bao giờ bán được nhưng lại là làm được, bởi vì anh chị đã phải đi học và có sự đi học và có sự hiểu về mô hình, hiểu về sản phẩm thì sẽ làm được hết. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ làm và làm rất tốt luôn đúng không ạ? Thì có các buổi chương trình cụ thể của các cái chương trình học, kể cả là YouTube của chúng ta, nếu chúng ta học nhé, học mà nghiêm túc, anh chị ghi chép lại, ghi chép lại, học xong rồi ghi chép lại, kể cả là các cái nội dung mà cần phải, đều hỗ trợ cho các anh chị hết rồi, đều hỗ trợ cho các anh chị hết rồi, thì các anh chị cần phải tham gia vào. Anh chị đã không có link hôm nọ và Giang Thiệu không biết là ở hệ thống của ai, và bảo em sao em làm đối tác rồi em lại không được nhận link đi học.
Em không bảo thêm bạn đấy là ai, và chắc không phải hệ thống của chị rồi, không không biết là sao lại lạc vào cái phòng Zoom 100 độ C của Thúy, và mình hỗ trợ sau đấy cũng cũng lại lên, cũng tuyển được một đại lý hoàn thành 100 độ C mà không biết là team của ai luôn, mà chưa đang chưa tìm thấy này, đang chưa tìm thấy. Thì cái mà các anh chị đừng nghĩ rằng là mình tuyển người và sau đấy là mình tự mình hỗ trợ mà mình không đưa vào các hội nhóm để người ta nhận lịch học ấy. Anh chị thậm chí các anh chị có xong có anh chị bận, anh chị có bảo là anh chị không học được, anh chị không tham gia được, thì các anh chị không bao giờ phát triển được. Chắc chắn một điều là không phát triển được. Còn nếu như chúng ta đã nắm được rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được, đúng không? Còn còn thực tế nó cũng là xác suất. Cả kể cả Giang Thía chia sẻ cũng có nhiều người ta không đón nhận, nếu không phải là các anh chị đâu. Chứ còn nếu mà Giang Thía mà chia sẻ ai cũng đón nhận thì chắc bây giờ mình phải 50 nhánh rồi. Chứ không phải là chỉ có mỗi nhánh đâu, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định là xác suất, đúng không ạ? Và cái nghĩ chị cứ kiên trì chắc chắn là sẽ đi, đi là sẽ đến, đúng không ạ? Rồi à, chị Hằng chị ơi, em không chớ rõ cái câu trả lời lắm. Người ta bảo toàn vào không bán được hàng ấy, người ta nói không cứ quan điểm là vào đó là không bán được hàng, nên là người ta gần bảo là lần trước là họ cũng vào cả cái mô hình bán hàng khác rồi, ôm hàng về rồi, nhưng mà lại cứ về ở nhà không bán được ấy, thì họ cứ quan điểm là không bán được hàng, cũng không có chuyện bán hàng ấy, cứ quan điểm thế. Thì em cũng giải thích với người ta họ, nhưng mà họ cứ quan điểm không bán được hàng cho nên là họ lại bỏ cuộc ấy. Em cho vào các buổi học ở BBB chưa? Dạ rồi. Sao thì sao? Bây giờ em thấy bao nhiêu đơn người ta cần lên bán hàng đơn liên tục, cái app nên em liên tục có đơn á, em chụp cái đơn người ta đang có đơn liên tục ấy mà ai không bán được hàng. Còn thì mình định vị sẽ quyết định địa vị, chúng ta quyết định là chúng ta làm được và chúng ta học. Và chắc chắn các anh chị là hình dung là khi mà chúng ta vào học sau đấy, sau cái buổi học đó hoàn toàn có thể tự tin được, tự tin có thể là làm được và hiểu hiểu rằng là chúng ta phải rất hiểu, ví dụ bán hàng phải hiểu rất nhiều về sản phẩm, đúng không ạ, và hiểu về những điểm USP của sản phẩm để đánh đúng vào cái giải pháp cho khách hàng. Khách hàng người ta đang cần cái gì thì chúng ta đánh đúng vào cái đó và đúng cái điểm nổi bật của cái sản phẩm đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ và chắc chắn là sẽ bán được. Và chỉ có sự nỗ lực cố gắng mỗi ngày thôi. Còn chúng ta định vị là chúng ta không làm được, chắc chắn chúng ta không làm được, kể cả về tư duy của các anh chị nhé. Các chị nghĩ rằng các anh chị làm được thì ai cũng có thể làm được. Và ở đây thực tế là như bạn là bạn bạn Thuấn và bạn ấy MC thể lực đấy, bạn ấy chỉ là bạn mà buôn gà chợ đầu mối đấy, nhưng bạn ấy làm lại rất tốt đấy. Và rất là nhiều người khác chưa từng kinh doanh bao giờ, có những người chưa từng kinh doanh bao giờ, và trong 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 thực tế trong tin rằng thế rất rất nhiều người như vậy, nhưng mà họ nỗ lực học tập và nỗ lực thực hành và học hỏi và trong hệ thống của mình ấy, mọi người cũng sẽ cùng hỗ trợ nhau, đội nhóm chúng ta hỗ trợ nhau để có thể tư vấn hỗ trợ được. Và cần thiết, nếu cần thiết là các chị là những cái người mới đã đưa vào là ABC, đúng không ạ, ABC với người cái người apply cái trên của mình, 3 sao gần nhất của chúng ta để chúng ta hỗ trợ. Và giao tiếp một điều là có thể là những người mới vào mình sẽ có một cái buổi đầu tiên ấy, mình các cái nhóm của mình là có những cái buổi đầu tiên chúng ta làm việc và để họ nắm về quan niệm và cái nguyên tắc, cái mô hình chúng ta hoạt động như thế nào, thì chắc chắn họ sẽ làm được. Còn nếu cứ thả vào đấy thì họ xem, họ nhìn ở trên cái app, họ thấy giá thì giật giá thì cao, phải không ạ? Họ nói là chắc như này cao không bán, nhưng mà họ họ đã thực sự là đã nghe về sản phẩm chưa, đã hiểu về sản phẩm chưa mà nói là khó bán, đúng không ạ? Cái giá trị nó còn lớn hơn giá thành rất nhiều ở trong cái sản phẩm của Rupi ấy. Thì chúng ta là người đi trao giải pháp, trao giá trị của sản phẩm, trao giá trị của mô hình cho người khác, nên là phải bật lên cái điều đó và không thể làm thay được. Và mỗi cái tình huống, mỗi khách hàng thì chúng ta vận dụng cách khác nhau. Không phải là Giang Thế chia sẻ với đại Vân Hằng ngay ngày hôm nay thì Vân Hằng có thể áp dụng và ai cũng có thể áp dụng để vào được, mà mình còn đoán bắt được tâm lý người ta lúc đó, người ta cần phải chia sẻ cái gì thì mình chia sẻ đúng một ít thôi. Đừng có tất cả, đừng có chia sẻ tất cả những gì mình có, đúng không ạ, mà chia sẻ cái họ đang cần thôi.
và nó sẽ là những cái gì mà mình đừng có lúc một lúc mà mình bung tất cả các thứ ra, họ họ thấy là nó không có khả thi, hoặc là họ thấy là mình đang đang làm cái gì đó với họ. Thế cho nên là cái cách là chúng ta là phải và phải đi học. Chứ còn nếu mà vào á, vào chỉ cứ xem app xong thấy giá cao khó, hoặc là cứ thế copy bài và hoặc là cứ đi chia sẻ với người khác, không mình không, trong khi mình không hiểu gì về mô hình cả, người ta bảo đa cấp lại cứ cũng cứ, cứ cứ không biết để giải thích như thế nào thì rất là khó. Rồi, Rồi, ok, cảm cảm ơn ơn ạ. chị Em Hằng. cảm ơn Ơi, ạ. chị Vân Hằng ha. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Mọi người thấy thế nào ạ? Cái việc mà chúng ta đi học rất là quan trọng đúng không anh chị? Và cái việc mà chúng ta tuyển dụng nói dễ hay khó thì đầu tiên là như 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 chị đang thể chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta có một cái tâm thế. Rồi sau đấy chúng ta phải có được cái kiến thức vững chắc về cái mô hình này thì chúng ta mới chia sẻ được các anh chị. Cho nên cái việc mà trước khi chúng ta đi chia sẻ thì chúng ta cần phải đi học các anh chị ha. Cho nên các anh chị mới chúng ta hãy lưu ý cái vấn đề này. Và trước khi chúng ta đặt những cái câu hỏi để chị Giang Thịa có thể là hỗ trợ chúng ta thì các anh chị chúng ta đặt vào những cái vấn đề mà nó đang gây khó khăn cho mình khi mà mình đã nắm rõ cái mô hình các anh chị ha. Chúng ta lưu ý giúp nhau là mình đã nắm rõ cái mô hình này, mình đã đúng cái tâm thế này thì mình sẽ nhưng mà mình vẫn gặp khó khăn thì ở đây chị Giang Thịa sẽ hỗ trợ chúng ta nó tốt hơn cái gì ha. Còn khi mà chúng ta chưa có cái kiến thức này rồi mình chưa hiểu rõ về cái mô hình thì cái việc mà chị Giang Thịa hỗ trợ tư vấn cho chúng ta nó sẽ rất là dài, chị rất là dài, ở đây chúng ta sẽ nói không có hết được. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Rồi bây giờ nhớ sẽ mời thêm một anh chị nữa ha. Rất là nhiều, nhớ thấy quá là nhiều người giơ tay luôn ạ. Thì bây giờ nhớ sẽ mời một bất kỳ một anh chị ha. Toàn thấy chị thôi ạ. Chưa thấy có anh nào giơ tay ạ. Rồi nhớ sẽ mời chị Cảnh ha. Chị Cảnh phải giơ tay ngay từ đầu ạ. Chị Cảnh mở mic đi ạ. Em xin chào chị Thiện nhé, chào ban tổ chức phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Hôm nay được gặp chị Thiện thì cho em hỏi một chút là khi mà cái việc tuyển dụng á chị, mà mình chia sẻ cái áp dụng thử cho mọi người và mọi người điền cái link và cái áp sử dụng áp dụng thử đấy, thì chị thường sử dụng các bước như thế nào để kích hoạt được họ? Cảm ơn Cảnh nhé. Cảnh ở đây đã gửi app dùng thử cho ai chưa? Dạ rồi ạ. Và có phản ứng sao? Thường thì là em lên, có những người em liên lạc lại thì họ im lặng, họ không trả lời. Có người thì họ kêu là sản phẩm quá đắt. Đấy. Có người thì họ lại là để từ từ để nghiên cứu. Và cái thời gian họ im lặng như thế thì trôi qua một tuần là hết cái thời gian 7 ngày dùng thử miễn phí. Trước khi gửi áp dụng thử thì Cảnh đã chia sẻ với các bạn về mô hình chưa? À, dạ rồi, em cũng sử dụng cái OPP của Mai Hầu đấy, cái công thức đấy, và có chia sẻ và họ đồng ý. Thậm chí có những người đồng ý vào cái buổi Zoom của công ty vào lúc 20 giờ tối hàng ngày đấy, họ đồng ý vào, sau đó Cảnh liên lạc lại và họ đồng ý sử dụng app miễn phí, khi đó mới gửi link và hướng dẫn họ tải app để tìm hiểu. Thì Cảnh còn nói rằng là bạn cứ vào dạo một vòng xem thử là cái sàn thương mại điện tử của mình có những cái giá trị gì hay. Nhưng mà sau đó liên lạc lại thì có những người họ im lặng, có những người họ nói là sản phẩm đắt quá, có những người thì họ bảo là cứ từ từ để nghiên cứu. Đấy. Thì hôm nay gặp được chị Thủy ở đây thì em muốn nghe chị chia À, sẻ cho những cái ý là sau khi mà họ vào BBB rồi đúng không?
Thế xong đó là mình và mình liên hệ lại, mình cho app dùng thử. Thế giờ trong cái ngày đó, mấy cái ngày mà họ dùng thử đó thì Cảnh có follow họ không, có hỏi thăm họ thường xuyên không, hay là để sau 7 ngày rồi thế? Có những người Cảnh gọi điện, cũng có những người nhắn tin, nhưng mà có những người thì họ họ im lặng, họ không trả lời. Ở đây là lưu ý mọi người nhé, là mình cái app dùng thử ấy, thì mình gửi cho họ thì mình phải hướng dẫn các cái tính năng ưu việt ấy, chứ không phải chúng ta cứ bảo vào xem sản phẩm đi, người ta xem sản phẩm người ta nhìn thấy giá cao, và thậm chí người ta không xem hết các sản phẩm, những cái giá thấp thì người ta không nhìn, người ta nhìn thấy giá cao thôi, thì chắc chắn là họ thấy khó khăn, và khó khăn thì họ cũng không xem nữa, phải không ạ? Bây giờ chúng ta phải hiểu và hướng dẫn cách sử dụng app cho họ. Và đây nhé, ở đây thì mọi người có thể gọi qua Messenger. Thế sau đó là mình hướng dẫn sử dụng app cho họ, và mình hướng dẫn các cái tính năng khác thông minh ưu việt của Ropi để cho họ hiểu được, thì họ 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 mới biết được là cái app nó thông minh như thế nào, tinh gọn như thế nào. Chứ còn nếu thì dùng thử, họ chỉ xem mỗi cái sản phẩm xem thế nào, bởi vì người ta muốn vào đây để bán hàng, phải không ạ? Người ta muốn vào để xem bán hàng, mà người ta nhìn thì xong lại lướt lướt một vài sản phẩm thấy giá cao thì họ nói là giá cao thì khó bán, đúng không ạ? Thì họ nếu mà mình không biết cách ấy, thì là sẽ bị fail. Thế nhưng mà ở trong team giao thiết thì rất nhiều người lại từ cái app trải nghiệm này, là vì ở cái app đó họ hướng dẫn hoặc kích hoạt lên có thông báo là bạn đang dùng app dùng thử 7 ngày, đúng không ạ, và muốn trở thành đối tác hoặc cộng tác viên thì bấm vào đây. Thì nếu như mà mình phải người là người follow và mình là người mà hỗ trợ cho họ ngay lúc đấy, đúng không ạ, thì chắc chắn một điều là họ sẽ hiểu cái giá trị đó. Chúng ta phải, và trong 7 ngày đó mà trải nghiệm thì chúng ta phải thường xuyên tương tác với họ và phải hiểu cái mô hình của chúng ta vào đây là rất là thông minh tinh gọn, không có gì rủi ro cả, mọi thứ là chỉ cần lên đơn thôi là công ty lo hết rồi, và thậm chí là mình chụp cho những cái gói hàng, quay những cái gói hàng từ công ty mà mang đến cho khách hàng đấy, thu tiền của khách hàng đấy, đóng gói rất là đẹp, đúng không, rồi kho bãi của công ty như thế nào, mình phải có cái sự là tiếp cận với họ khi họ đang dùng thử rồi là mình hỏi thăm, chứ không phải mình để đấy họ chỉ có nhìn mỗi cái sản phẩm là giá là họ đã định vị trong đầu là họ giá cao không bán được, đúng không ạ? Ở đây có rất nhiều anh chị là bán được, tự nhiên thấy mình vào đây mình mới bán được giá cao, vào đây mình mới thấy là mình giỏi thế, như Giang Thía cũng thấy thế, rồi mình cũng không nghĩ là mình bán được cái sản phẩm vài chục triệu, nhưng vào đây tự nhiên mình lại trở nên xuất sắc, mình lại có thể bán được. Chứ còn nếu mình nghĩ trong đầu chưa vào Ropi nghĩ không bao giờ bán được, thậm chí là nghĩ gia đình mình không bao giờ dùng được có tiền mà mua những cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình vào đấy, mình lại làm được điều đó. Thì cái cách mà mình liên hệ với họ và làm nóng mối quan hệ và để họ thấy được những cái ưu việt của mô hình của chúng ta, để họ thấy được và có thể là mình nắm bắt được tâm lý của họ, đúng không ạ? Nắm bắt tâm lý của họ để mình có ứng xử ngay lúc đó. Chứ còn nhưng mà cũng là xác suất, không phải là ai dùng thử và ai cũng cũng là người mà nhận được ngay đâu, cũng có nhiều người cũng cũng là mình cũng nghĩ là tiềm năng, nhưng có thể có những người mình chia sẻ người ta chưa đón nhận được giá trị ra phía bản thân ra phía, cũng phải có những cái xác suất như vậy, đúng không ạ? Cho nên mình đừng cứ nghĩ rằng là ai chia sẻ mình cũng họ cũng nhận giá trị được hết, cho nên là mình cứ bình thường thôi, xong rồi sau đấy là mình họ cứ vẫn theo, họ đã biết rồi thì họ sẽ nhìn thấy thành công của mình. Ví dụ như Giang Tía thì bây giờ họ thấy là không biết là làm như thế nhưng mà mình ngày lại càng trẻ hơn, đẹp hơn, và mình có cuộc sống tốt hơn, mình được đi đây đi đó, được đi những cái sự kiện rất là quan trọng, đúng không ạ? Và mình có cuộc sống mà đặc biệt là nếu như gặp ở ngoài đời thì là họ thấy là mình khác hẳn so với ngày xưa, đúng không ạ? Thì cái đó các anh chị phải phải thể hiện được, thì chắc chắn một điều là chúng ta cũng không không phải cần phải chốt ngay, đúng không ạ? Chốt không đừng không không phải là chốt ngay lập tức, nhưng mà chúng ta phải có sự quan tâm, mà ai đã có nhu cầu rồi thì khơi gợi cái nhu cầu của họ lên và sẽ hạ gục được họ. Và rất nhiều như team của Giang Thế có nhiều chị là đang nửa đêm mà không biết, cũng chia sẻ rồi, cũng hướng dẫn rồi, và đang nửa đêm họ tự chuyển khoản, họ tự lên thì đã có thông báo ở trên app là đã có một cái đơn hàng này, user này đăng ký làm đại lý, làm đối tác của bạn, thì bạn hãy quan tâm để chăm sóc. Đó thì là rất nhiều người ta hướng dẫn hỗ trợ là được thành công. Thế nhưng mà đây thì chúng ta là phải phải có cái sự quan tâm, đến khi mà chúng ta đã gửi rồi đấy thì chúng ta phải hướng dẫn họ, đúng không ạ? Thì câu trả lời như vậy thì Cảnh thấy được chưa? Ở đây tất cả mọi người đều, mỗi người sẽ có những cái tệp khách hàng riêng và mỗi người có những cái tâm lý khách hàng riêng, và hàng hàng triệu triệu người của Việt Nam mỗi người có cách khác nhau.
đúng không? Thì chúng ta phải đón được cái tâm lý và cũng như là tùy từng tình huống để chúng ta, nhưng mà luôn luôn là với cái, là tâm thế chúng ta trao đi cơ hội cho người khác, trao đi cơ hội, chúng ta đừng quá vồ vập, và đến một ngày nào đó họ sẽ cũng sẽ theo, nếu mà họ không nhận được giá trị ngay thì họ sẽ theo chúng ta, và thực tế là như thế đấy. Em thấy là vẫn khó trong cái cách thiết lập mối quan hệ với họ đấy chị. Ví dụ cái cách làm đó thì em thường đợt này thì em thường chia sẻ với người lạ, nhưng mà giống như kiểu họ đang dè dặt mình á. Vì khi mà mình khi họ nghe cái buổi OPP xong đấy, thì mình mà có quan tâm đến họ thì họ cũng im lặng, giống như họ đang đang dè chân với mình á, họ sợ mình lừa đấy. Cho nên là mình rất khó và thiết lập cái mối quan hệ với họ. Khó ở đây, khó thì mới phải cố gắng, đúng không ạ? Chúng ta tất cả đều phải gì ạ, đều phải có làm ấm nóng quan hệ. Người lạ thì cũng càng cần phải như vậy, chứ không phải là lạ là chúng ta chia sẻ họ nhận giá trị là họ vào là họ đăng ký ngay đâu. Và những người lạ kể cả chị gọi data cũng vậy, đúng không ạ? Thì họ phải để ý từ cái việc thái độ chúng ta là tiếp cận với họ như thế nào, họ chị mình chia sẻ với họ như thế nào, đúng không ạ? Thì họ mới nhận được, chứ còn nếu không thì họ thấy ôi dồi, như ở đây Giang Thía cũng chia sẻ một số các mô hình khác, ví dụ tiền ảo này hoặc là đầu tư chứng khoán, là họ gọi cho Giang Thí mà không biết là lấy số ở đâu, họ gọi họ nói nghiêm cái máy, lúc đấy là mình chỉ muốn dập máy thôi, đúng không ạ? Còn nếu như phép lịch sự chào hỏi rồi làm ấm nóng mối quan hệ lên thì ít nhất là nếu không tham gia thì mình cũng có thái độ với họ khác, chứ còn nếu như mà chúng ta cứ sử dụng cứ đối xử với họ như một cái người lạ thì sẽ khó lấy được niềm tin. Thì tất cả lạ thì đều phải thành quen, dần dần là thành quen, là phải ấm nóng mối quan hệ lên thôi, đúng không ạ? Đừng chia sẻ quá nhiều về mô hình ngay lập tức, đừng chia sẻ. Có những anh chị rất là khôn khéo là có khi là một ngày mới thì chào hỏi rồi xong không chưa nói gì về nhiều đâu, về mô hình đâu, sau đấy là hỏi cái công việc các thứ của họ, người ta sau đó thì mình mới tiếp cận. Trời, chị Cảnh, có lẽ là cái câu hỏi của chị Cảnh thì cũng rất là nhiều các anh chị chúng ta đang ở trong cái tình trạng như vậy, đúng không anh chị? Và với cái việc mà giải thích của chị Giang Thịa thì chắc là các anh chị chúng ta cũng đã rõ rồi, đúng không anh chị? Cái xác suất là rất là cao, và cái mối quan hệ của chúng ta nếu là đảm là mối quan hệ nóng thì nó còn dễ hơn, đằng này lại là mối quan hệ lành, cái thị trường lành, đúng không anh chị? Thì cái việc mà chúng ta chia sẻ nó lại càng khó hơn nữa anh chị. Cho nên là với cái sự định hướng của chị Giang Thía thì rất là mong các anh chị chúng ta hãy lan tỏa mạnh hơn anh chị, tự tin lan tỏa anh chị, và lan tỏa mạnh hơn, lan tỏa đúng cách như chị Giang Thía đã hướng dẫn các anh chị ha. Thì cái việc mà lan tỏa của chúng ta nó sẽ là nhẹ nhàng hơn, nó không gây áp lực cho mình anh chị. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị Cảnh và cảm ơn câu trả lời cái định hướng của chị Giang Thía. Các anh chị ơi, bây giờ chúng ta đã 7 giờ hơn rồi các anh chị, nhưng mà em thấy vẫn còn rất là nhiều cái cánh tay giơ lên, thì không biết là chị Giang Thị, chị có còn chị có thể ngồi hỗ trợ thêm, hay là chúng ta sẽ hẹn nhau một cái buổi khác chị ha? Ok, ở đây có một câu hỏi nào khác đi nữa thì Giang Thị sẽ hỗ trợ nhé. Còn các anh chị là có những người mới ạ, những người mới là chúng ta đều có nhóm của mình, đều có kích hoạt cho người mới, đúng không ạ? Thì chắc chắn một điều là các anh chị sẽ tham gia vào học được. Và ở đây thì phía nói một điều hôm nay là mong muốn là cái quan điểm của anh chị và làm như thế nào là chúng ta có thể là chia sẻ nghìn người, nhưng chúng ta chỉ được chục người thôi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chia sẻ đến 500 người, chúng ta được hai người mà lên đến thị trường 12% của chúng ta được mấy chục triệu một tháng, đúng không ạ? Thì có xứng đáng không ạ? Xứng đáng thôi. Chúng ta cứ làm nhiều, làm mới có kỹ năng, làm nhiều thì nó sẽ có kết quả. Và thành công chẳng qua là nhiều lần thất bại, phải không ạ? Thành công chẳng qua là nhiều lần thất bại. Người ta làm đủ nhiều, anh chị làm đủ nhiều chưa? Làm đủ nhiều chưa? Làm đủ nhiều thì làm nhiều thì nó sẽ ra kết quả. Có người ta chia sẻ hàng, ví dụ như bạn Tú, bạn chia sẻ cho 600 người mới được có vài người thôi. 600 người có được vài người thôi, còn anh chị nếu mà chỉ chia sẻ ra 7 người đã không thấy được, đã chán rồi, đã thôi rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là anh chị chưa đủ nhiều. Làm lâu thì lên. Cứ làm nhiều thì nó sẽ có kinh nghiệm và đi học hỏi nhiều vào. Anh chị đừng quên một điều là chúng ta phải nâng cấp bản thân lên, nâng cấp về kiến thức lên,
về cái kỹ năng và kinh nghiệm lên thì chắc chắn là làm nó sẽ về sau nó sẽ thuận hơn về là những cái lúc đầu. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng kiên trì, không bỏ cuộc mục tiêu, đúng không ạ? Đã đặt ra rồi. Và Giang Thi cũng chia sẻ là không có mô hình nào mà công bằng mà thông minh mà tinh gọn như mô hình của Ropi, là cái mô hình rất là thông minh, tinh gọn và đang là đi đầu xu hướng và sau này sẽ rất là phát triển, chắc chắn sẽ như vậy. Còn nếu anh chị mà không nắm chắc được cái điều đó, chúng ta không thấy được cái ưu việt đó để chúng ta cố gắng bám trụ và chúng ta kiên trì nỗ lực cố gắng hàng ngày, hàng giờ, phải như vậy. Chứ còn chúng ta vừa làm vừa nghỉ vừa chơi vừa tranh thủ thì nó sẽ gọi làm hời hợt thì cũng kết quả nó cũng lờ vờ thôi, nó cũng không ra sao cả, đúng không ạ? Rồi. Sao các anh chị có lẽ là nhóm nghĩ rằng cái câu chốt của chị Giang Thỉa là mang đầy đủ, các anh chị mang đầy đủ những cái lời muốn gửi tới các anh chị rồi, đúng không ạ? Những cái con những cánh tay hiện tại đang giơ lên muốn đặt câu hỏi đấy, thì nhóm rất là mong muốn các anh chị chúng ta hãy liên hệ trước với cái người mentor trực tiếp của mình, khóa trực tiếp của mình, để bởi vì là các anh chị đấy rất rất là sẵn lòng và rất là muốn các anh chị hỏi. Thế nhưng mà có lẽ rằng là các anh chị sẽ chưa hỏi tới, hoặc là chúng ta hỏi chưa đúng cái mong muốn của mình. Thì các anh chị hãy liên hệ trực tiếp với coach hoặc là mentor gần nhất của mình, các anh chị ha. Với những cái câu hỏi bình thông thường như lúc nãy các anh chị hỏi đến giờ, thì coach của mình và mentor của mình chắc chắn sẽ trả lời được các anh chị, chắc chắn sẽ định hướng được cho các anh chị. Cho nên là đầu tiên thì chúng ta hãy bám sát cái người hướng dẫn mình, các anh chị ha. Và thứ hai nữa là hãy nghe theo cái lời hướng dẫn của người hướng dẫn mình, thì chắc chắn là các anh chị sẽ đi đúng hướng và các anh chị sẽ là làm rất là tốt cái công việc ở Rappi, các anh chị. Chị Thí ơi, trong đây có chị Nga. Chị Nga nhắn rất nhiều lên khung chat và muốn trực tiếp hỏi. Rồi. Vậy thì chị Thía sẽ hỗ trợ một câu hỏi nữa thì chị Nga ha. Và sau đấy thì chúng ta sẽ chia tay nhau. Và các anh chị chúng ta sẽ phải đi để làm gì ạ? Chúng ta đi làm thật nhiều, các anh chị, để chúng ta tăng cái xác suất lên, các anh chị. Rồi, nhóm mời chị Nga. Chị Nga có thể mở mic đi ạ. Người hôm nay xin chào tất cả mọi người, chào em Giang Thía. Thì em Nga cũng vào được từ hôm 20 tháng thì và cũng có thu nhập rồi, và đại lý và một cộng tác viên rồi, và cũng đang chia sẻ tiếp tục là khoảng gần chục bạn nữa thì cũng đang trong cái giai đoạn là tư vấn. Thì có một câu hỏi trong đầu Nga là như này. Trong cái hệ thống kinh doanh của mình này thì nó có cái đương nhiên là ba bên cùng có lợi, nhà sản xuất này, công ty và các đại lý. Thì em Nga có một cái suy nghĩ như này, cái hoa hồng của hệ thống của mình ấy, khi mà các lãnh đạo lên các sao đấy thì nó từ 6-12%, thì cái này mình thấy nó số tiền nó rất là lớn. Thế thì hoa hồng bán lẻ thì đương nhiên ai làm người hưởng rồi. Thế nhưng mà để mà có một cái hoa hồng rất lớn như này ấy, thì trong đầu mình nghĩ có một cái nguồn gì ngoài thu nhập, ngoài cái hoa hồng mà mình đã tạo ra, hay là công ty có một cái nguồn thu nhập nào để chi trả cho các cái leader và các đại lý lên sao này. Thì mình thấy có một câu hỏi như thế, thì muốn là tôi cũng đã hỏi với các tuyến trên rồi, thì các lãnh đạo trả lời là không phải là lấy nguồn ở trong công ty, mà là một nguồn khác nữa để chi trả cho các cái đại lý mà đã lên sao cấp cao đấy. Thì em Nga cũng thấy là cũng chưa thông chỗ này, nên em mong là em Giang Thía giúp đỡ mình để cho nó hiểu rõ cái vấn đề này nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng, cảm ơn chị Nga nhé. Xin chào tất cả mọi người. Và đây thì các anh chị hình dung là 6%, 12% rất nhiều phải không ạ? Nhưng mà thực tế nó chỉ chiếm rất là ít thôi. Rất là ít, nó chỉ chiếm đâu đấy khoảng 1% tất cả các phụ cấp, tất cả các loại. Thì nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 1% thôi trong tổng các cái doanh số của chúng ta, cho nên là rất ít đấy chị nhé. Ở đây chứ không phải là nhiều, không phải tự nhiên thấy là ở đâu nhiều thế, không phải đâu. Vào đây là họ đã tính toán rồi, công ty rồi, các nhà cung cấp họ tính toán một cách tối đa để hỗ trợ. Vào đây là một chút công ty là một chút này,
nhà cung cấp này, rồi về đến với các đối tác của chúng ta và khách hàng nữa, thì cái phần trăm nó nhỏ vô cùng mọi người nhé, không phải là nhiều mà cộng tự nhiên là ví dụ như là chị cứ nghĩ rằng là ví dụ chúng ta đã đối tác đã 30-40% rồi xong đó lại cộng mười mấy phần trăm, không phải vậy đâu. Đây là hoàn toàn bị sai nhá, cho nên là chị hình dung là nó chỉ là 1% rất rất nhỏ thôi trong tất cả các tổng các chi phí, tổng các phụ cấp nó rất ít thôi. Ở đây chúng ta khác ở chỗ cái mô hình đa cấp là chi cho hệ thống rất nhiều, phải không ạ? Nhưng mà đây chúng ta không, đây một phần rất nhỏ thôi các chị nhé, cứ hình dung như vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chúng ta không phải có quá nhiều, phải ai được như vậy đâu, không phải ai tất cả vào đây đều lên được hết như vậy đâu, đúng không? Đây là cái phần trăm nó vô cùng nhỏ. Nên là các anh chị cứ tự tin là làm thôi, và cái kinh phí đấy là được tính toán rồi, không nó không có không không phải là tự nhiên ở đâu lại có, và cũng không phải là để cho giá cao lên để chúng ta có được những cái đấy, mà giá trị của chúng ta nó sẽ lớn hơn giá thành. Các chị nhớ, các sản phẩm đưa vào là cực kỳ giá trị đó, nên chúng ta phải hiểu như vậy, chúng ta tin như vậy chúng ta mới làm được. Có nên chị bây giờ hình dung là nhiều như thế là đang bị sai, chị Nga đang bị sai nhá. Đấy, và mọi người ở đây chúng ta cũng nhìn nhận như vậy thôi, quyết phần trăm nó rất nhỏ lắm ấy, nó không nhiều đâu trong cái doanh số và cái phần chi đó ra, nó không quá nhiều so với cái việc mà nhà cung cấp họ đưa ra đây. Rồi chị Thúy Nga rõ chưa? Và đây là nãy giờ các anh chị thấy rằng là có ba cái câu hỏi đúng không các anh chị, có bốn cái câu hỏi đúng không các anh chị, nhưng mà trong đó nó cũng gắn với một số các cái sai lầm, một số cái nhầm lẫn, một số cái tâm thế, một số cái cảm xúc nó chưa đúng khi mà mình đi lan tỏa hoặc là mình đang làm việc tại Dropy, đúng không anh chị? Và nếu như chúng ta để ý cái bài giảng của chị Giang Thị á, thì chúng ta thấy chúng ta đang nằm trong đó các anh chị. Những cái câu hỏi này nó đang nằm trong những cái vấn đề mà chị Giang Thị lưu ý từ sáng tới giờ các anh chị. Cho nên là các anh chị có thể nghe lại cái bài này ha, bằng cái link record mà ban tổ chức đã ghi lại. Và sau đấy thì nếu còn có những cái thắc mắc thì như Nhâm nói ban nãy, các anh chị hãy liên hệ trực tiếp với khóa của mình các anh chị, khóa và mentor của mình các anh chị. Thì những cái câu hỏi này sẽ được giải thích các anh chị nhé. Nhưng mà có một câu hỏi của chị Bắc cũng ở Hải Dương, thì Giang Thế cũng xin hỗ trợ cho chị Bắc một câu nhé. Rất là mong muốn được lên. Và đây thì chúng ta đang thực hiện cái chương trình, công ty đang có cái chương trình phụ nữ khởi nghiệp đúng không? Và Giang Thế thì cũng đã trao đổi với bạn giám đốc sản phẩm rồi, và với anh chủ tịch hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, và tới đây chúng ta sẽ có những cái chương trình mà hỗ trợ cho các địa phương nữa. Cho các địa phương để tập huấn, để có chúng ta có những cái sản phẩm hỗ trợ là đưa những cái sản phẩm lên kệ của Dropy, ví dụ các cái sản phẩm OCOP của các địa phương này, thế rồi sẽ tập huấn cho phụ nữ và đoàn thanh niên để chúng ta có các kiến thức về kinh doanh online. Thì đấy là trong dự kiến là trong thời gian tới thì sẽ có một số các hoạt động như vậy đó, thì chị cứ yên tâm thôi. Còn chúng ta đang làm và chúng ta đang làm rất tốt, thì những cái câu chuyện của các anh chị ấy, là sẽ là những câu chuyện mà lan tỏa giá trị tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các anh chị yên tâm nhé, chị Bắc yên tâm là, và Giang Thúy cũng đăng ký là sẽ có các lớp ở về Hải Dương nữa, đang đăng ký rồi. Rồi chị Bắc ha, chị Bắc nghe câu trả lời của chị Giang Thúy rồi ha. Rồi, vậy thì các anh chị thấy cái buổi chia sẻ của chị Thị hôm nay thế nào các anh chị? Rất các anh chị cho nhau những cái bông, những cái hoa lên không chat đi các anh chị. Bởi vì hôm nay là một cái buổi mà chia sẻ nó thực sự là rất là tuyệt vời, đúng không anh chị? Và có lẽ là không có cái từ nào thay thế từ tuyệt vời được, đúng không anh chị? Bởi vì nó đem đến cho chúng ta vừa là những cái kiến thức nền tảng của Dropy, và là những cái kiến thức không chỉ là nền tảng mà nó còn là rất là thực tế anh chị. Và nếu như các anh chị chúng ta đã nốt lại, nếu các anh chị chúng ta đã rất là chú ý, nếu các anh chị chúng ta đã hiểu cái bài chia sẻ hôm nay, cái bài giảng hôm nay của chị Thía, thì nhâm tin chắc rằng là các anh chị sẽ đi lan tỏa một cách rất là nhẹ nhàng, đúng không các anh chị? Rất là nhẹ nhàng. Và chắc chắn là không thể thiếu cái từ cảm ơn được các anh chị, đúng ạ? Không thể thiếu những cái từ cảm ơn được. Vậy thì nhưng mà mong muốn là các anh chị, nhưng rất là muốn nhìn thấy rất nhiều hơn cái từ cảm ơn của các anh chị lên khung chat các anh chị.
nhiều hơn những cái bông, những cái hoa lên khung chat nghe chị. Để chúng ta thay cái lời, thay những cái lời chúng ta muốn nói đến cái sự chia sẻ ngày hôm nay của chị Giang Thía nghe chị. Và nhân đây thì rất là cảm ơn các anh chị, chúng ta đã học tập cùng với nhau từ 5 giờ sáng tới bây giờ, nhưng mà các anh chị vẫn rất là nhiệt tình trong cái việc tương tác. Và bây giờ cũng đã là 7:20 rồi các anh chị. Với cái sự chia sẻ của chị Thía là gần 2 tiếng rồi, nhưng mà vẫn rất là sẵn sàng hỗ trợ các anh chị em. Vì vậy thì chúng ta hãy lấy cái tinh thần này các anh chị nhé. Chúng ta hãy lấy cái tinh thần này, chúng ta hãy đưa nó vào trong cái việc mà chúng ta tham gia cùng với Roppy. Chúng ta chia sẻ những cái giá trị từ Roppy các anh chị. Và chắc chắn là sẽ không có khó khăn nữa đúng không các anh chị? Hãy đưa nó vào các anh chị nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, thì chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây các anh chị ha. Và như chị Thía nói rằng là chúng ta có 4 ngày lễ các anh chị. Chúng ta có 4 ngày lễ, các anh chị hãy tận dụng hết 4 ngày lễ này các anh chị nhé. Để chúng ta chốt đơn, để bán hàng, chúng ta chốt đơn bán hàng. Và để chúng ta có thể là chia sẻ nhiều hơn, có cái cơ hội chia sẻ nhiều hơn đến các cái đối tác. Và chúng ta hãy đừng mang cái tâm thế là phải cứ chia sẻ là phải nhận được cái sự đồng ý các anh chị ha. Hãy tranh thủ chia sẻ nhiều hơn để chúng ta lấy cái xác suất để chúng ta sẽ nhận được về những cái giá trị mới đầu tiên trước đã các anh chị ha, và sau đó là những cái lời đồng ý tuyệt vời hơn các anh chị ha. Rồi.